Và quyết định, tôi vừa thấy màn hình của rớt ban luôn con Sante rồi. Một lượt ban đầu tiên đến từ T1 khi ở bên phía của đội 1. Và để xem là ván đấu này thì T1 và KDF sẽ tiếp cận ra sao với cấm vào trọng. Bên này thì KDF quyết định cấm đi As khu vực đường dưới của Keria. Một con bài hỗ trợ đang mang lại khả năng đi đường rất là mạnh dành cho bên phía của T1. Và nó cũng là một con bài để kiểm soát khu vực rừng mới rất là tốt với những pha ứng tiến nữa. Renata Class, hai hỗ trợ bị loại bỏ. KDF đang tập trung rất nhiều xuống cánh dưới và những vị trí hỗ trợ trong tay của Keria. Còn với T1 thì họ ban đi Duru cùng chất tướng Sante và tiếp tục là ban tiếp vào một con Aphelios của T1 ở cánh dưới. Hai lựa chọn chống chịu cánh trên được lựa chọn loại bỏ đến từ bên phía của T1 với Udyr kết hợp với Sante nha. Còn lượt ban cuối cùng đến từ KDF, và có khi nào mà họ ban 3 hỗ trợ ở trong lượt 1 không nhỉ? Hôm trước đánh với Genji là Keria cũng đã bị cấm rất nhiều hỗ trợ, 5 hỗ trợ. Ngày hôm nay đánh cùng với KDF, có lẽ Keria vẫn sẽ tiếp tục là vị trí bị nhắm tới bởi những lượt cấm đến từ phía KDF. Hai lượt cấm trên 3 ở tại phase 1 đã diễn ra nhắm tới Keria, Ilio luôn. Nhưng quyết định cuối cùng phải là loại bỏ đến Vi. Tôi đã cảm thấy là Vi đang là một vị tứ đi rừng bị cấm rất nhiều ở tại thời điểm này. Lucian là sự lựa chọn ưu tiên đến từ T1. Họ sẽ hướng tới combo Lucian và Milio. Còn KDF thì tôi nghĩ rằng lượt này họ nên tước đi Milio, tại vì Milio thì cũng là một con bài có thể phối hợp với rất nhiều vị tướng khác nhau. Và nếu như pick Seljua đi thì càng phải loại bỏ Bilio nha. Bilio là một con bài có khả năng giải hiệu ứng rất là nhanh, nhưng không quyết định đến từ KDF là họ pick vào Varus và Seljua đi, và họ kêu gọi Keria đánh Bilio. Họ mời Keria đánh con Bilio khu đường dưới và rồi, thì mình mời thì đánh thôi. Tôi không biết tại thời điểm này khi không còn Aphelios thì Varus kết hợp cùng với vị hỗ trợ nào sẽ đi đường lại so với Lucian Bilio. Lulu chăng? Lulu thì tôi nghĩ là có lẽ sẽ giúp cho bên phía của KDF ít nhất là có một khâu đi đường phần nào đó dễ thở hơn tại khu đường dưới, với khả năng bảo kê đến từ Lulu của Andil dành cho Varus của Taeyun. Còn lựa chọn thứ 3 thì cùng xem là T1 sẽ hướng tới vị tướng nào. Tôi nghĩ có thể hướng tới một là vị tướng đi rừng dành cho Honor, hai là lựa chọn đường giữa dành cho Faker với những con bài có khả năng backline mạnh, ví dụ như con Nico trong tay của anh ta chẳng hạn. Azir vẫn còn, thực ra thì vẫn còn khá là nhiều đường giữa. Tôi đang nghĩ đến việc là Honor sẽ lựa chọn tướng rừng luôn. Corki hỏa khuẩn cũng là một con bài mà Faker tập rất nhiều ở rank. Orianna thì không lạ rồi, Orianna vẫn là một hot pick ở thời điểm hiện tại với những trang bị pháp sư mới. Và quyết định đến từ Faker là Orianna bên kia khóa rất nhanh. Lulu luôn dành cho Andil để chốt sổ bộ đôi đứng dưới đối đầu với Lucian và Milio trong tay của Umayushi và Keria. Và chúng ta chuẩn bị hướng tới phase 2 khi mà bên phía của Quang Đông Freaks là những người được cấm lựa chọn trước. Tôi nghĩ cần phải cấm đi Javan của Honor chẳng hạn. Đấy là một con tướng mà những Varus rất sợ trong những tình huống úp lồng kết hợp cùng với lệnh sóng âm đến từ Orianna. Jack không? Jack cũng có thể là một lượt cấm mà bên phía của KDF cần phải hạn chế. Những quyết định của họ là cấm đi Rumble khu vực đường trên của Zeus để giúp cho Dudu có được một khâu đi đường an toàn hơn. Nhưng những cái áp lực đến từ Honor trong ván này tôi nghĩ sẽ là rất nhiều, với cái lệnh sóng âm trên đầu của Honor được Faker gắm vào. Đồng ý. Với những con bài như Javan, Nocturne là những con bài có thể mang vào những tình huống giao tranh cực kỳ tốt dành cho đội bên phía của T1 để hạn chế sự sát thương đến từ Varus. Có vẻ như là CV Max anh ta cũng hiểu được rằng là bây giờ anh ta ban vào rừng là không đủ nữa rồi. Chúng ta có tới 3 con tướng mà chúng ta vừa kể tên, Javan, Jack và Nocturne, thì ban chỉ được một thôi. Đó là Nocturne bị loại bỏ với combo Orianna và Nocturne trong tay của Faker và Honor ở trong ván đấu này. Còn với T1 thì cái sự lựa chọn cấm tiếp theo của họ sau con Jax của Dudu, 4 lựa chọn cấm đường trên luôn à, đến từ hai đội, và 3 trong số đó nằm trong tay của T1 rồi. Họ đang đặt một cái sự quan tâm nhất định lên cánh trên của Dudu. Vẫn còn rất nhiều đấu sĩ ở trong ván đấu này dành cho cả Dudu lẫn cả Zeus nữa. Và quyết định cuối cùng đến từ phía T1 là cấm đi Azir của Bulldog. Cũng xem là lựa chọn đầu tiên dành cho KDF với đường đơn đầu tiên sẽ là được khu đường nào. Tôi nghĩ là nên là khu đường giữa, để dù sao đối phương cũng đã lộ Orianna rồi thì Bulldog sẽ lựa chọn một vị tướng nào đó để sử dụng ở tại khu đường giữa và giấu kèo dành cho Dudu để anh ta last pick. Nhưng bây giờ liệu rằng có một con bài nào đó nó thực sự OP tới cái mức mà phải lựa chọn tranh chấp hay không? Tôi đang nghĩ đến một lựa chọn lập lăng dành cho Bulldog, nhưng mà từ từ đã, có vẻ như là Dudu đang rất là tự tin với con ấy chóc này. Anh ta sẽ chơi một con ấy chóc chọn mù để mời gọi Zeus với kèo đấu đường trên, và để xem là chat talk thì Zeus cũng gọi là gạ kèo Dudu rất là nhiều, và Dudu cũng tương tự là như vậy. Thì để xem là Zeus sẽ lựa chọn tướng gì để có thể đối đầu với lại ấy chóc của đối phương. Vẫn còn Yone nha. Yone là một lựa chọn mà Zeus đã dùng để có thể khắc chế đi ấy chóc tại chung kết thế giới 2023 rất là hiệu quả. Để xem anh ta có tiếp tục lựa chọn con bài này hay không. Và đúng là như vậy rồi, Yone dành cho Zeus ở khu vực đường trên để đối đầu với Echok của Dudu. Tức là cảm giác Yone sẽ xuất hiện rất nhiều ở tại khu đường giữa, nhưng ngày hôm nay sẽ là Yone đường trên trong tay của Zeus. Tôi không biết là lối chơi của anh ta ở khu đường trên sẽ lên những món trang bị như thế nào. Nó có thể là gươm si vong, nó có thể là móc diệt thủy khoái, hoặc là nó cũng có thể là vô cực kiếm hoặc găng tay băng giá. Còn trong khu vực rừng thì tất nhiên rồi, Honor sẽ phải lùi về đánh. Hôm trước đánh Lee Sin với Velvet là thấy hơi lủng, hôm nay là thôi mặc định một là cầm cây bola lên, hai là sách reo, sách mau cai gì đó vào trong khu vực rừng thôi. Là bọn giáo lên thôi, chứ tầm này là cũng không có được gọi là lướt nữa rồi. Reo dành cho Honor để có thể make play cùng với Orianna của Faker, tạo tiền đề cho hai carry chính ở ván đấu này của T1 sẽ là Lucian trong tay của Mayushi và Yone của Zeus. Lựa chọn cuối cùng đến từ Bulldog là một con Huey ở đường giữa để đối đầu với Orianna của Faker, một lựa chọn mà chúng ta không lạ ở giai đoạn hiện tại. Ranking xử lý kèo này rất nhiều đến từ các đường giữa. Và để xem là cái sự am hiểu với Huey của Faker nó có giúp cho Faker đi đường tốt với trận tướng Orianna của mình hay không đây. Vâng, và với Huey thì tôi cảm giác đây là vị tướng mặc dù mới ra mắt nhưng mà cái độ lỗi nó không đến mức 250. Đồng ý. Tức là sức mạnh của Huey có thể được kiểm soát, đặc biệt đây là một pháp sư đi đường kém cơ động. Tất nhiên là khu đường giữa bây giờ với cái bản đồ rộng hơn thì việc canh khu đường giữa sẽ đến khó khăn hơn. Nhưng việc bắt bớ và Huey trong giao tranh là điều mà phía T1 hoàn toàn có thể nhắm tới được với những vị tướng có khả năng băng vào mạnh như là Reo, như là Yone, kết hợp cùng với những tình huống gắn cầu của Orianna cho Faker. Thì việc những vị trí có khả năng tạt cánh và bọc sau tốt như là Yone, như là Reo mà tiếp cận được virus của Huey thì chỉ cần một lệnh sóng âm chuẩn xác kịp thời đến từ Faker là giao tranh có thể sẽ được định đoạt rất nhanh. Rõ ràng là như vậy rồi, đội hình thiên nhiều hơn về giai đoạn mid game đến từ các thành viên bên phía của T1 khi họ đang sở hữu cả Lucian, Orianna và Yone, với setup đến từ con Reo trong tay của Honor sẽ đối đầu với một đội hình cũng có một khả năng giao tranh rất mạnh nha. Huey là một vị tướng sinh ra để giao tranh. Cái tầm hoạt động và cái cách sử dụng chiêu với cả ba dạng con bài này đều hỗ trợ giao tranh rất là mạnh với những sát thương trên diện rộng. Và để xem là T1 đối đầu với Huey của Bulldog như thế nào ở trong ván đấu đầu tiên giữa hai đội tại LCK mùa xuân năm 2024. Ván đấu thứ 6 của LCK mùa xuân năm 2024, kèo đấu giữa T1 và KDF. Ván đấu thứ nhất giữa hai đội được sẵn sàng bắt đầu với việc T1 ở bên phía của đội 1 và KDF ở bên phía của đội 2. Đứng giữa chúng ta sẽ có một kèo đối đầu giữa Orianna của Faker đối đầu với Huey. Nhưng lần đầu tiên sử dụng ở khu đường giữa đúng không? Ngày hôm qua chúng ta đã có Huey đi hỗ trợ trong tay của Barrel rồi. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được Huey đứng giữa của Bulldog đối đầu với lại Ori trong tay của Faker. Tuy nhiên thì pha trao đổi chiêu thức đầu tiên đã là một lợi thế dành cho Faker tại khu vực giữa khi anh ta điều quy thành công, còn Bulldog thì trượt. Rất hy vọng các bạn sẽ để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho các nền tảng phát sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport. Và đây là trận đấu đầu tiên của KDF ở tại LCK mùa giải này. Đối thủ của họ lại là T1, nhà đương kim vô địch thế giới. Cả hai có lẽ cũng đã có những sự am hiểu nhất định về lối chơi của nhau. Và cùng xem là hai người chơi rừng thể hiện như thế nào với vòng rừng đầu tiên đang có dấu hiệu đánh trái cánh. Cớt sẽ ăn từ trên xuống với việc anh ta solo bùa đỏ. Còn Reo trong tay của Honor thì hoàn toàn có đủ cơ sở để tiến sang khu vực bùa xanh của KDF nếu như ở khu vực đường dưới bộ đôi Gumayoshi và Kerra để được. Bulldog đang rất là tự tin với những tình huống đứng cao và sử dụng chiêu thức của Huey với QE và QQ để đẩy đường cũng như cấu mẫu Faker, nhưng nãy giờ thì chưa trúng chiêu nào cả. Faker đang lách khá là tốt với con Orianna của mình, nhưng tốc độ đẩy của Bulldog đang là tốt hơn một chút so với đường giữa của T1 nha. Cánh dưới này thì cấp 1 là một cái cấp độ mà chưa thực sự quá mạnh đến từ cặp đôi Milo và Lucian trong tay của Gumayoshi, nhưng chỉ cần như đã nói cấp 2 thôi, cú truy cùng giật tận kết hợp với một tình huống kích lửa trại thì cái áp lực đến từ bộ đôi của T1 là tốt hơn tương đối so với lại Taeyun và Andiu ở bên phía bên kia. Và Taeyun và Andiu hiểu được điều này, họ cần phải tận dụng cấp độ 1 với sải tay của Lulu và lượng sát thương đến từ Varus. Họ đã có được cấp độ 2 sớm hơn so với bộ đội đường dưới của T1, nhưng tôi không biết lý do vì sao mà 6 con lính đầu tiên Taeyun chỉ farm được có 2 con. Đó là điều rất là đáng tiếc dành cho Taeyun cùng với Andiu tại khu đường dưới. Mặc dù họ có được lợi thế nhưng rất tiếc họ lại không cụ thể hóa lợi thế đó, lại là một khu vực đường không dẫn trước được chỉ số farm so với đối phương. Đường giữa cũng tương tự, Faker đang là người farm tốt hơn và Honor chạy thẳng sang phần rừng đối phương ở cấp độ 3. Với đợt đẩy khu đường dưới đang thuộc về bên phía của KDF thì tôi nghĩ Honor chỉ ở lại một là canh đường giữa, hai là cướp bùa xanh với trừng phạt mà thôi. Không có thông tin đâu nha, chưa có thông tin với pha di chuyển này đến từ Honor, một tình huống cắm mắt rất khôn ngoan đến từ người đi rừng của T1. Và Cớt có thể bị cướp con bùa xanh này với tình huống trừng phạt đến từ vị trí của Honor và thành công rồi. Cái việc di chuyển từ bên phía đội 1 vào khu vực bùa xanh đối phương và cắm lại một con mắt đó nó trở nên đơn giản hơn ở tại mùa này. Và thậm chí sau khi cướp bùa xong, Honor có định tấn công. Một pha đổi chiều hồi không chính xác hơn là đổi tốc biến không, nhưng quyết định là chỉ đơn giản là xuyên tâm kích. Và Bulldog mất tốc biến rồi. Khéo thật sự, đó là một pha mà rõ ràng nếu như Honor quy flash thì đối phương cũng tốc biến né đi thôi. Đồng ý. Nên anh ta chỉ đơn giản là ép tốc biến bằng một cú quy, sau đó thì bấm B về để trở lại vòng rừng cánh trên. Còn kẻ đấu khu vực đứng trên, một kẻ đấu có lợi thế chất tướng dành cho Rớt trong khoảng thời gian ban đầu. Anh ta cũng đã chấp nhận bấm bình lên để lấy lợi thế máu và tiếp tục thể hiện khả năng đi đường với chất tướng nhỉnh hơn của mình với chênh lệch là một đợt lính so với đối phương. Kèo này thì Rớt đúng là quá quen rồi, anh ta đã từng hủy diệt những con Aatrox nó còn ghê gớm hơn Ludu rất là nhiều. Nhưng mà cánh dưới này thì sao đây? Guma Yushi đang có một cái lượng năng lượng không thực sự là quá nhiều và Gớt đang muốn có câu trả lời, nhưng anh ta vừa bị cướp bùa xanh và sử dụng đúng kỹ băng giá qua tường. Guma Yushi trả ngược sát thương lại nhưng năng lượng đang rất thấp đến từ Guma. Còn một big quy và chưa có thông tin Senjuani trong tay của Gớt đứng phía đằng sau lưng. Đây là một tình huống đã vòng ra được phía sau đối phương rồi, nhưng Gớt liệu rằng có muốn ở lại để thực hiện pha tấn công của mình hay không? Guma Yushi đang ở trạng thái năng lượng khá thấp và khả năng chơi hit rõ ràng là sự thua thiệt đến từ bộ đôi đường dưới của T1 trong tình huống này. Nhưng với sự cơ động đến từ Lucian thì việc ganh nó là tương đối khó dành cho Curse. Còn đường giữa, việc mất tốc biến có thể sẽ khiến Bulldog gặp nguy hiểm, nhưng ngưỡng máu hiện tại của anh ta tôi nghĩ vẫn đủ an toàn với những tình huống di chuyển ra đến từ Honor. Đây mới là pha làm mềm này. Kích tốc đến từ Honor, tốc biến xuyên tâm kích, hắc kim thuật, Faker đẩy cầu vào và sát thương sẽ là đủ đến từ bộ đội của T1 với chiến công đầu dành cho Faker. Họ đánh hai nhịp rất tốt nha, nhịp một là lấy tốc biến và sau đó thì ra ganh ở nhịp thứ hai sau khi có được lượng tầm nhìn tại khu cánh trên tốt hơn so với đối phương. Và cái nhịp tấn công đầu tiên nó cũng là một nhịp tấn công Honor không vào vội nha. Anh ta chờ Faker QW trước để lấy máu của Bulldog. Sau khi đối phương mất nhiều máu thì anh ta bắt đầu mới di chuyển ra. Và với phép bổ trợ tốc biến thì Honor đã tiếp cận tương đối đơn giản. Mã gục chiến công đầu lại được nhường lại dành cho Orianna của Faker nữa. Một nhịp làm mềm. Honor chờ Faker làm mềm trước và sau đó là mới xử đẹp Bulldog sau với một tình huống kích tốc rất đơn giản với cú quy flat. Một con Huy như đã đề cập, đây là không phải là con tướng 200 năm. Rõ ràng nó vẫn có tồn tại quá nhiều điểm yếu và đây là một trong những điểm yếu của Huy. Độ cơ động không cao và khi mà bạn mất tốc biến thì đây có thể sẽ làm tình huống tấn công ở cánh trên và Rớt rất tự tin cú chiều cuối để ép đi tốc biến của Dudu một pha lên 6 trước. Và đứng trên của T1 xử lý hoàn hảo trong pha vừa rồi. Một nhịp ép tốc biến trước đến từ Rớt để có thể all in ở pha sau và chỉ số farm cũng có những sự cách biệt sau lần về nhà đầu tiên. Dây cuồng nộ đã có, tiếp tục lên lại khu đường trên đẩy đường và hướng tới việc kiểm soát sâu hư không dành cho Honor. Curse đã bị lộ vị trí tại khu cánh dưới và sức ép đến từ bộ đôi mid rừng của KDF nó cũng không quá nhiều dành cho Faker nữa khi anh ta cũng đã có kháng phép. Nhưng ở đường dưới thì hiện tại bộ đôi đường dưới bên phía của KDF đang có một đẩy tốt để họ có thể giúp cho Curse kiểm soát con rồng kỳ tối đầu tiên. Cánh dưới đang làm tốt như ở khu vực hai đường đơn thì từ Faker tốc biến xoáy và lại là hắc kim thuật vào dính hấp tung thêm một nhân lần nữa và lại nhường mạng. Honor gánh hai pha, chính xác hơn là 3 pha, một pha lấy tốc biến và 2 pha sau thì lấy 2 mạng dành cho Faker. Chôn Lee Sin với Velvet đi thôi nhờ. Thôi nhỉ. Từ giờ cuối mùa này khỏi Nidali, Velvet. Không có carry jungle nào hết. Honor đánh những con tướng làm nền và kiểm soát quá hiệu quả như thế này. Reo ganh cực kỳ hiệu quả với 3 pha ganh. 3 pha ganh và đó là 2 mạ hạ gục cùng với một cái tốc biến dành cho Orianna của Faker trong khoảng thời gian ban đầu nhắm tới Bulldog. Một hơi kém cơ động liên tục bị khai thác. Và bây giờ thì KDF mới bắt đầu tiến vào con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu này là một con rồng lửa. Mặc dù bên phía của T1 đã có những lợi điểm về việc dẫn trước về chỉ số mã hạ gục cũng với đẩy khu đường dưới, nhưng việc tiến ra rồng nó có lẽ sẽ hơi tốn thời gian một chút. Và Curse đang xử lý rồng một mình, trong khi đó thì pha di chuyển về đến từ Taeyun cùng với Adil đang gặp nguy hiểm và đó là một tiếng bắt buộc cho Taeyun phải dùng tốc biến để bỏ chạy với pha áp sát đến từ Honor. Honor tiếp tục có một tình huống can thiệp xuống cánh dưới và vẫn đang rất hiệu quả của mình, nhưng Faker khu đường giữa không có tốc biến nữa. Hình như có thông tin đến từ T1 thì phải, họ đã biết vị trí đứng của Curse rồi và Honor di chuyển ra khu vực đường giữa để có thể bảo kê dành cho midlaner của mình sẽ không có bất cứ một pha tấn công nào đến từ Curse cả. Liệu anh ta có muốn xâm lăng hay không? Honor biết rằng Curse đang lảng vảng ở khu vực này, nhưng Faker vẫn gặp nguy hiểm với tình huống đứng cao của mình nhưng không đặt cầu ra gây sức ép ngược trở lại với người đến rừng của KDF. Hoàn toàn không có áp lực đủ lớn đến từ Curse để khiến Faker gặp nguy hiểm trong tình huống vừa rồi, khi Faker vẫn còn đó một lượng máu rất lớn và dây thủy ngân cũng đã có rồi. Chưa kể là Curse trong tình huống vừa rồi anh ta chỉ cấp độ 5, không có bola băng hàn để áp lực thêm cùng với cú chiêu cuối của Bulldog thì tôi nghĩ là sức tấn công của họ sẽ không đủ. Nếu như tấn công một cách liều lĩnh và mất máu nhiều, họ sẽ bị áp lực rất lớn với tình huống trả ngược trở lại lượng sát thương đến từ Faker cùng với con sâu không cánh trên cũng đang hiện diện. Thì đây là mục tiêu bên phía của KDF, tôi nghĩ phải bỏ thôi. Đường trên của họ đang hơi ngợp với những pha đẩy đường liên tục, pha lao lên đến từ Guma Yushi. Anh ta bị hóa cóc nhưng anh ta cũng lấy đi lượng máu khá. Cấp độ 6 cho Taeyun nhưng anh ta bị dính cái hỏa cước siêu cường và chưa tiếp cận được với sợi xích của mình. Nếu như tung chiêu trong pha vừa rồi thì tôi nghĩ rằng sát thương cũng sẽ là không đủ khi mà area còn lửa trại nữa, thậm chí là đang đứng rất cao đến từ bộ đôi bên phía của KDF. Họ đang muốn tận dụng cái yếu tố là lên 6 trước đến từ Taeyun để gây áp lực. Nhưng Guma Yushi cũng đã có 6 với tình huống xả thanh trừng, nhưng lượt thanh trừng của Guma phần lớn là vào lính và sát thương chưa thực sự là ấn tượng lắm. Kích luôn lửa trại, chase hit đến từ cặp đôi của cả hai. Và có vẻ như sẽ chỉ dừng lại ở trao đổi chiều đến từ Ubayoshi Keria cũng như là Taeyun cũng như Adil thôi. Đã có nhịp đẩy tốt hơn đến từ Guma, tuy nhiên thì anh ta đang là người bị thua thiệt tài nguyên so với cặp đôi đường dưới của KDF. Taeyun hiện tại vẫn còn sợi xích của mình, nhưng khi Keria lên được cấp độ 6 thì cái sợi xích đến từ Varus nó cũng không phải là áp lực quá lớn. Còn khu vực đường trên thì sao? Phan di chuyển ở cấp độ 6 đến từ Kurz với ý định tấn công. Rất thậm chí là không ngại trong việc xuất hồn lao lên trao đổi chiêu thức, mặc dù rừng đối phương đang đứng kế bên, vì anh ta có Honor phía sau và Kurz biết rằng Honor cũng ở cánh trên nên anh ta cũng không quyết định tấn công với cái bola băng hàn của mình, và quyết định của anh ta là bấm B về xuống lại đường dưới. Còn đây là một pha tốc biến xoáy sóng âm đến từ Faker nhắm tới một Huy không có phép bổ trợ tốc tiến, thì pha ganh này là quá đơn giản rồi. Lợi thế ở đường giữa là tương đối lớn dành cho Faker với 2 điểm hạ gục, và với một con Orianna xanh sớm như thế này thì đây cũng sẽ là một cái tiền đề rất là tốt để G1 tăng thêm sức ép của mình. Pha vừa rồi là một cái tình huống mà mặc dù cái vị trí đứng của Honor và Rớt rất là xa nhau nha, nhưng cái động thái xuất hồn lên đến từ Rớt nó tự tin, nó khiến cho bộ đôi của KDF cũng hơi rén khi mà họ cũng hiểu được rằng là Honor có thể xuất hiện ở khu vực đó. Và nếu như 2 đánh 2 xảy ra với cái lượng máu này của Dudu và với tài nguyên mà Rớt đang có được thì nhiều khi là họ không đánh lại, chỉ đơn giản là một tình huống di chuyển lên tự tin thôi, và Rớt đã đẩy lui hoàn toàn bộ đôi của KDF. Honor đang di chuyển chung với vị trí của Keria, đã có được cấp độ 6 với một tình huống chiêu cuối, và có thể sẽ là một pha nhắm xuống cánh dưới đến từ bộ đôi của G1. Lúc này thì Kurz cũng đã có mặt ở tại khu cánh dưới để đảm bảo rằng bộ đôi Taeyun cùng với Andy sẽ không gặp những nguy hiểm. Keria di chuyển face check nhưng anh ta là một Milio còn chiêu cuối, và Honor cũng đang đứng ở kế bên trong tình huống này nên cũng sẽ không có những tình huống tấn công một cách quá liều lĩnh đến từ phía KDF. Nhưng cánh dưới thì mặc dù là đi đường rất ổn đến từ Taeyun cùng với Andy, nhưng họ lại không tạo được khoảng cách chênh lệch về chỉ số farm. Còn ở cánh trên thì 2 đường đơn của G1 hiện tại đang có những lợi thế vô cùng khủng khiếp. Chiến binh trận thế đến từ vị trí của Dudu, anh ta bắt đầu chặt Q nhưng rất cố gắng lướt Q3 về được. Anh ta đã mất chiêu cuối trước đó rồi. Một pha trao đổi chiêu cuối đến từ cả hai người chơi đường trên. Còn ở khu vực đường giữa thì Faker vẫn đang tiếp tục nhịp đẩy của mình, mặc dù anh ta không có tốc biến nhưng vẫn đẩy cực kỳ tự tin. Và hiện tại thì cái tầm nhìn của họ ở tại khu bãi chim đã phát hiện ra vị trí của Kurz rồi. 20 lính đến từ Zerz ở khu vực đường trên trong kèo đấu Yone và Aatrox. Hơn 20 lính đến từ Faker so với lại Huy trong tay của Bulldog. Nó đang khiến cho cái lượng tiền tổng mà G1 đang dẫn trước với 2 điểm hạ gục nó là quá lớn rồi. 3.000 tiền ở sau phút thứ 10 dành cho khả năng đi đường đến từ bên phía của G1. Faker có được 2 giáp trụ ở khu vực đường giữa. Đứng trên thì Rớt mặc dù đẩy tốt hơn nhưng mà nãy giờ thì Rớt chưa chạm được vào trụ, với khả năng trả đam ngược trở lại cũng là tương đối ấn tượng đến từ con Aatrox trong tay của Dudu. Và khi có cơ hội là Dudu anh ta sẽ bật chiêu cuối để có thể giảm áp lực. Tình huống mà Rớt sẽ quỳ 3 về nhưng máu đang tương đối là thấp, và Kurz sẵn sàng với cú bola băng của mình. Honor đang rất gần khu vực này. Rớt hình như là có thông tin. Bên kia Cúc có thông tin là Honor đang ở khu vực cánh trên, và đó là tình huống tốc biến nên ném bola băng thành công đến từ Rớt, quay trở lại trả sát thương, và có vẻ như là pha tấn công này đến từ bộ đôi của KDF sẽ phải ngừng lại. Một pha ép phép của trò tốc biến với bola băng hàn đến từ các thành viên phía KDF, và ở khu đứng giữa thì vừa rồi là một pha chiêu cuối rất đau đầu đến từ Bulldog. Lách cái nhẹ thôi. Thế này thì không khác nào bảo là thôi 3 con sâu phía sau mấy ông ăn đi, tôi hết kỹ năng rồi. Ưu thế ở đường giữa đang thực sự rất lớn, và chênh lệch là 1.600 tiền sau 12 phút đi đường mà Faker tạo ra với chất tướng Orianna. Và quả thực là những cái động thái đến từ Honor trong giai đoạn đầu. 3 cái pha ganh của anh ta nó tạo ra một con Orianna sắp sửa là quái vật dành cho G1 rồi. Vâng, và những pha tấn công lên không đứng trên của Kurz thì anh ta cũng cần phải làm rất là vội, bởi vì là Honor lúc nào cũng có mặt ở ngay phía sau Rớt cả. Đồng ý. Nên là ta cảm thấy đánh reo Honor đánh cực kỳ sáng luôn, con có mặt luôn đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người, đúng chỗ. Và khi mà cánh trên của mình có lợi thế thì anh ta dễ dàng kiểm soát những cái vòng rừng của mình, sau đó tiến xuống cánh dưới kiểm soát dòng nguyên tố thứ hai. 3 con sâu không cánh trên thì hiện tại Kurz đang là người lò dò đi ra với một cái bola băng vẫn đang trong khoảng chừng nửa thời gian hồi. Và liệu rằng có những sự phá bĩnh nào đến từ Rớt hay không, vì Rớt cũng không còn phép bổ trợ tốc biến nữa. Nên pha này quyết định của G1 có lẽ sẽ là đánh đổi mục tiêu, bỏ thôi. Họ cũng sẽ đổi thôi, họ sẽ đổi lên con dòng yếu tố thứ 2 của map đấu, và map đấu sẽ là map đấu dòng đất. Ở trong trận đấu này sẽ không có bất cứ một đội nào có 5 stack hay là 6 stack sâu ở trong trận đấu thứ nhất này cả. Tình huống đánh đổi mục tiêu và G1 họ đang cầm rất là nhiều ưu thế, và họ muốn chơi theo kiểu an toàn, họ không có gì phải vội vàng với việc là bổ sung sâu cả những đoạn mệnh. Nhưng ngay lập tức chắn đến từ Dudu, và liệu anh ta có đủ sát thương hay không thì có vẻ như là không. Rồi Rớt lách Q1, Rớt Q3 về và anh ta trốn thoát thành công giáp trụ thứ 2 dành cho Keria và Honor ở cánh dưới cùng sức đẩy đến từ Ubayoshi. Rớt có thể gặp nguy hiểm thêm một lần nữa, nhưng với việc là có thông tin là Kurz đang ở cánh trên và thậm chí là chọc Q vào để có thể phát hiện ra rằng là con Senjuani nó đang cướp con cóc, và Rớt đơn giản là đứng ôm trụ thôi. Faker đẩy đường được, băng trụ là điều tương đối khó khăn cho KDF, và họ sẽ cần phải đối mặt với tình huống phản ganh đến từ Faker. Bola băng đã bị né, Rớt Q3 và đó là cú dịch chuyển đến từ Faker để băng trụ đường dưới chứ không phải là cứu Rớt, vì Rớt đã sống rồi. Còn đường dưới KDF sẽ không thể sống nổi với pha băng trụ này. Hai mạ hạ gục dành cho Faker cùng với Kuma Yoshi. Sự chênh lệch, đây là chênh lệch về mặt kỹ năng rất lớn nha. Rất bị tấn công liên tục lên cánh trên, đầu tư rất nhiều thứ, rất nhiều tài nguyên, rất nhiều thời gian đến từ Cớt. Nhưng cái thứ mà anh ta thu lại được chỉ là con số không tròn chính mà thôi. Rất vẫn sống với một tình huống lách nhẹ cái bola băng của người chơi đường rừng bên phía của KDF. Và thậm chí là Faker tự tin rằng là đồng đội của mình đã sống, sử dụng dịch chuyển xuống cánh dưới để thực hiện một pha bạt đái trụ và ưu thế quá lớn dành cho Team One. Thậm chí là Bulldog đi đâu đây, tham giáp trụ đến từ Bulldog và Faker vẫn còn lệnh sóng ngầm để kéo Bulldog lại. Mạng sẽ được có dành cho Rớt với tình huống di chuyển 5-0 dành cho Team One. Và Faker quyết định để cái mạng đó rơi vào tay của Rớt vì Faker lúc này đã quá xanh rồi. 3-0-2 KDA, 142 chỉ số farm so với 110 và có được súng lục golden cùng với giày thủy ngân. Thôi thì anh ăn cơm đi, cho em ăn tí cháo. Đây là một tình huống gọi là Honor đã quyết định băng trụ của đường dưới rồi. Kể cả là pha này tôi nghĩ là Faker không xuống thì nhiều khi bộ ba phía T1 vẫn có thể giải quyết được, nhưng khi Faker xuống mọi chuyện nó còn đơn giản hơn rất nhiều. Rớt đã sống ở khu vực đường trên, Faker quyết định nhấn dịch chuyển xuống dưới bot để băng trụ thay vì việc là lên đường trên để phản canh. Và pha băng trụ này như đã nói, Faker đáp xuống thôi là bộ đội đường dưới đối phương đã không còn cái gì để chơi nữa rồi. Rõ ràng Faker đi tới nửa đường và anh ta thấy được rằng là người em của mình vừa lách chiêu thành công và biết rằng là đồng đội của mình đã sống, ngay lập tức có một pha tele xuống bot để gây thêm áp lực. Còn Bulldog pha này thì kể cả là anh ta có tốc biến cũng không có đường nào để anh ta tốc biến cả. Tốc biến đi đâu thì cũng làm thôi, thôi thì giữ lại tốc biến cho tình huống giao tranh sau. Như thế đã là quá lớn rồi, 6.000 tiền hơn dành cho T1 sau 14 phút đi đường. Khoảng cách giữa hai đội có vẻ như là sau đấu tập tại chung kết thế giới thì nó vẫn đang là một cái thứ nó tương đối là xa. Đường dưới có rất nhiều khiên trụ dành cho phía T1 và khi này thì Gumayoshi đã có một lượng trang bị rất lớn sau khi thắng đường tại khu vực đường dưới. Và con sứ giả xuất hiện tại khu vực cánh trên thì KDF đang muốn giao tranh với việc kéo cả 5 thành viên lên khu vực cánh trên. Mục tiêu họ có thể chọn cho pha tấn công này đó là Honor face check, nhưng anh ta là một reo, anh ta quay ngược trở lại mở ép tốc biến hàng loạt đến từ phía KDF. Và khi mất tốc biến thì Andy cùng với Taeyun đang quay ngược trở lại để trả sát thương vào người của Honor. Nhưng Honor có sự hỗ trợ đến từ Carry, anh ta vẫn có thể rút lui được. Cớt mất tốc biến, đoạt manh vào, ép tốc biến thêm một người nữa đến từ Bulldog. Và sau đó thì Rớt vẫn đang cần phải rút lui vì trong tình huống này anh ta bị hiệu khống chế hơi nhiều. Nhưng Taeyun thì sao? Taeyun kẹt lại ở bãi chim quỷ biến gì và anh ta nằm xuống mà hạ gục thứ tư dành cho Faker trong ván đấu này. 1, 2, 3, 4 cái tốc biến được đầu tư đến từ bên phía của KDF và Taeyun góc đó thì rõ ràng anh ta không thể thoát thân được. 4-0-2 với một con Orianna của Faker. Hai trụ toàn bản đồ dành cho T1 với một tình huống tấn công rất chớp nhoáng và lại là Honor. Nhắc lại lần nữa, lại là Honor với con reo của anh ta. Một con reo tấn công phát nào là hiệu quả phát đó. Đó là một pha mà bên phía KDF chỉ có thể chọn Honor là mục tiêu và đây là một ván đấu mà con reo của Honor quá trâu. Sejuni của Cớt cũng chỉ hỗ trợ được mặt hiệu khống chế thôi, còn lượng sát thương thì phụ thuộc rất nhiều vào Taeyun. Nhưng Taeyun ván này anh ta không có được lợi thế đi đường. Và khi anh ta bắn vào một con reo thì anh ta bắn hoài, bắn mãi không đủ sát thương. Trong cái đó thì sự xuất hiện trước đến từ Zerg so với Dudu đã ép cho bên phía của KDF phải bung thêm hàng loạt những cái tốc biến và khổng lồ hóa để rút lui. Bỏ lại phía bên kia là một Varus không có tốc biến bị áp lực bởi Orianna của Faker và lên bản đến số. Mất xạ thủ, mất thêm sứ giả cánh trên. Và thế trận thực sự đang là thế trận rất một chiều. Ubayoshi rất tự tin bởi vì sát thương của anh ta là quá lớn rồi. Phong thần kiếm kết hợp với kiếm điện phong, một tình huống lướt lên ở thời điểm hiện tại mà kích lửa trại. Cái tốc độ sốc sát thương đến từ con Lucian, hai món này của Guma, không ba món chứ, anh ta đã có thêm được cái nâng cấp huyết chảo nữa là rất lớn nhá. Và tôi cũng thấy khá thú vị là tại sao một trang bị lại là phong thần kiếm, còn một cái thì lại là kiếm điện phong. Sao không phải là đại bác à? Không, ý tôi không phải là ý tôi là cái tên của nó kìa. Tại sao lại là phong thần kiếm và kiếm điện phong nhỉ? Sao không phải là điện phong kiếm với cả phong thần kiếm nữa? Gộp vào cho nó gọi là dễ, hay là nó gắn, đúng không Tùng? Ý Tùng là như vậy, nhưng mà có vẻ như là cái combo này nó có một cái khả năng sốc down rất là ghê nhá. Và đây Kubayushi bắn đầu thanh trừng hồi xong Taeyun rồi, khổng lồ hóa nhưng vẫn nằm xuống, lách thêm một tình huống sai xích là Kubayushi tốc biến chưa đủ tầm đánh. Keria đang phải tanh dành cho Gumayoshi, nhưng hai đòn bắn tiếp theo của Guma với điểm mà gục thứ hai dành cho xạ thủ của T1 và Taeyun đang cố gắng để bắn nhưng Quy đã hụt rồi thì Honor đang tiếp cận. Honor đang kích tốc W vào một cú xuyên tầm kích, chắc chắn là điểm mà gục. Lách tấn công xuyên tầm kích nhưng ăn chiều cuối. Honor vẫn đang cố gắng gây sát thương và dư chân nổ. Honor có mạng thứ 8 dành cho T1 nhưng ở cánh trên này thì rất có thể gặp nguy hiểm. Anh ta đang cố gắng lách chiều nhưng khả năng cao sẽ phải dùng đoạt mệnh để có thể rút lui về. Dịch chuyển đến từ vị trí của Faker thì bỗng nhiên Faker gặp nguy hiểm, ăn thêm một là băng nữa sau một tình huống đẩy chiều cuối vào đến từ vị trí của những cú xoáy hai người. Faker bị dẫn W2 về và shutdown dạy cho Cớt. Và Rớt vẫn quy ba lên trong tình huống này khi Faker đã lên bảng đếm số, nhưng anh ta có được khả năng cú cưa rất tốt và Rớt đã có đi cân ba. Rớt cân ba dưới trụ với cú triple kill dành cho Yone của anh ta và trụ một đường trên của T1 vẫn còn đứng vững với 1 chấm máu. Kinh dị đến từ Rớt khi mà người anh của anh ta đã nằm xuống nhưng anh ta quyết định ở lại múa Yone và anh ta múa thành công với pha cân ba quá mãn nhãn của mình. T1 11-1 với tỷ số về điểm hạ gục, và họ sẽ kiểm soát thêm cho mình một con dòng biến tố thứ ba nữa ở thời điểm phút thứ 18. Chênh lệch là quá lớn đến từ hai đội rồi. Tất cả các khu vực đường đều có lợi thế dành cho phía T1. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cái sự sát thương đến từ combo kiếm điện phong cùng với phong thần kiếm của Umayushi tại thời điểm này. Mặc dù tốc biến lên hơi với đà, với đòn đánh tay ngắn của mình, nhưng anh ta vẫn có mạng của Andy trước khi mà Honor tới, và quá bất lực dành cho Taejun rồi. Varus của anh ta không có đủ sát thương để hạ gục bất kỳ ai trong pha vừa rồi. Thậm chí anh ta mặc dù đã nỗ lực để lách qua những cái xuyên tâm kích, nhưng lại bị dư chấn của một con Reo dứt điểm. Bất lực thôi. Nạn nhân KDF với việc T1 vừa thua trận đầu và họ đang rất muốn thể hiện bản thân mình vào đây. Rất thể hiện. Anh ta dùng đoạn bệnh đã gọi là dùng chiếc cuối để chạy rồi nha, nhưng mà Faker dùng tele lên. Bỗng nhiên thì hiến tế Faker và Rớt có được triple kill. Cú xoáy hai người và tưởng chừng Faker đã thoát rồi, nhưng W2 giật về. Rớt lại là người ăn mạng nhá. Rồi sau đó là một cú lách chiều. Đây chúng ta sẽ xem kỹ hơn với pro view của Rớt. Liên tục là tích Q3 này, xuất hồn nhập hồn về. Sau đó là anh ta để lại cú Q3 của mình, Q3 lên để câu chiều, sau đó dùng tốc biến né tất cả chiêu thức của đối phương, đách Q1, sau đó là trong ba người. Nhưng đây hiện tại đang là thời gian thực tế của ván đấu, và Kurt vừa có được mạng shutdown thì lên bảng đếm số của Umayushi đang bắn như một cái máy vậy, và anh ta liên tục tấn công vào vị trí của Andy, mất quá nhiều máu. Ba thành viên của KDF ôm nhau ở thềm trụ 2 và họ tạm thời thoát thân. Vâng, và quyết định chọn mục tiêu đến từ phía KDF là như thế nào đây khi họ quyết định chọn Honor là mục tiêu tấn công ạ? À, đây là một con Reo, bên phía bên kia là Sejuani, có tim băng, nhưng sức sát thương đến từ KDF thời điểm này không thể xuyên qua cái tim băng của Honor. Còn Sejuani của Kurt thì có, và đây là một tiếng đặt mệnh vào đến từ Zert với lực sát thương cực kỳ lớn của mình. Ta solo kill vị trí của Bulldog với cái đợt sát thương đến từ gươm si vong của mình, một pha lái sứ giả rất dẻo. Này lái sai hơn là tưởng là tun luôn đấy chứ còn gì nữa. Tình huống lái sứ giả phải nói là làm content rất ác đến từ Keria, nhưng đồng đội của anh ta là cùng hiệp của Umayushi đang bị tấn công vào tất cả mọi thứ bảo kê cho Umayushi, nhưng Guma vẫn nằm xuống. Guma không còn tốc biến và lên bảng điểm số với điểm bão cũng dành cho Taejun, nhưng trong khoảng thời gian đó thì Faker tiếp tục lấy thêm một trụ nữa dành cho T1. Vừa rồi mà để con sứ giả không còn trụ hai đường dưới là nhiều khi là Yone của Rớt lại có thêm tài nguyên rồi, nhưng mà Keria lái ra khu đường giữa húc thẳng vào tường ạ. Không sao, dù sao thì nó cũng là một tiểu tiết trong một game đấu thực sự đã chênh lệch quá lớn đến từ cả hai bên. Bây giờ đang là thời điểm để làm content thôi. Quyết định chọn Reo của Honor là mục tiêu tấn công. Đây là một con Reo bất tử, không thể hạ gục được, bởi vì sát thương của KDF ở thời điểm hiện tại với 4 thành viên này toàn là sát thương vật lý thôi. Cái kim bang là đủ. Sát thương của Guma thì quá nhiều với combo đồ kiếm điện phong và cái phong thực kiếm. Còn đây là tình huống mà Rớt solo kill, và cái cấp độ 14 đánh với cấp độ 12 với con Yone thì quá khó để Bulldog có thể làm được gì cả. Anh ta bung thẳng chiều cuối mà rất đơn giản là xuất hồn mà cứ thế đâm thôi. Còn đây là tình huống Keria chắc chắn là làm content luôn, cười rất tươi và có một tình huống lái sứ giả chỉ thẳng vào tiêu, đó là vị trí của Bulldog chứ không phải là cái trụ, và anh ta lái đúng một vòng luôn. Áp thuật cái đội này vỗ tay. Và chấp sứ giả đấy. Đội này đội ứng cử viên sang giá cho cúp content. Họ rất biết cách làm content, chênh lệch về tiền là hơn 10.000 tiền thì không biết là bên phía KDF sẽ phải đánh như thế nào nữa. Nguyên một cái loạt thanh trừng bắn vào Sejuani và người có mạng là Honor. Với tình huống gây sát thương bằng cái thiên thái dương cùng cái sự tương kích và thêm một cái gì đó dư chấn thì phải. Cái rất giỏi nhá. Umayushi gần 4 đồ rồi mà vẫn có thể có được mạng hạ gục đến từ Honor với tình huống hạ gục thành công Kurt. Dudu có một pha giữ được con cóc, nhưng mà có giữ được con Baron này hay không đây? Đổi một cóc lấy Baron. T1 thì chắc chắn là họ quá hài lòng rồi, kể cả là KDF có biết được rằng là T1 đang ăn Baron thì họ cũng đánh bất lực thôi. Thời điểm hiện tại thì cái chênh lệch về tiền đang là hơn 12.000 tiền và quá lớn để T1 họ có thể ăn bất cứ một thứ gì ở trên bản đồ ở thời điểm hiện tại. Taejun và Andiu nên cẩn trọng bởi vì là các thành viên bên phía của T1 chuẩn bị ăn xong Baron. Ông nào nhả ăn Baron sớm thế? Bắt Reo của Honor là ăn Baron là vừa phải thôi. Người ta đã canh như thế rồi còn bắt người ta ăn Baron một mình nữa. Faker phải là người ở lại với những giọt năng lượng cuối cùng để giải quyết Baron chung với Honor, còn Guma thì ra khu đường giữa sớm. Sau đó thì đường dưới mục tiêu được chọn đang là Rớt, còn tất cả mọi thứ có thể để anh ta có thể xử lý trong pha cân 3 này. Đoạt mệnh cùng với tốc biến liệu rằng có về được hay không đây. Anh ta xuất hồn và câu thêm ý thời gian nhưng anh ta đã phải nằm xuống mạng shutdown dành cho Bulldog. Sau đó là một sợi xích vào người của Faker. Faker xoay sóng ngầm mất tốc biến và bị giật lại bởi Đức 2, nhưng không sao cả, anh ta vẫn có đủ sức chống chịu. Và khi mà Honor tới, anh ta bắt đầu cản lên nhưng anh ta không có sát thương. Sát thương ở phía sau là quá xa với vị trí đứng hiện tại của Guma Yoshi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục càn lên chung với Keria để giữ chân đối phương lại. Guma đang tới loạt thanh trừng sắp hồi đến từ Guma Yoshi. Onela vào mở có vẻ là đẹp và sau đó là Guma bắt đầu vào đàm. Lượng sát thương đến từ phía T1 là quá vượt trội trong pha này và KDF chỉ có thể bỏ chạy mà thôi, nhưng họ không nằm hết tất cả mọi người. Họ về được một người, đó là Lulu của Andy, cùng với Kurt thì có lẽ cũng sẽ phải đi chung với ba thành viên còn lại mà thôi. Faker muốn sách và vừa rồi có một tình huống mà suýt chút nữa thì anh ta mất sách. Nhưng không sao cả, khi mà Guma Yoshi và Keria cũng như là Honor tới thì mọi thứ quay ngoắt luôn 180 độ với một tình huống quét tốn người dành cho các thành viên bên phía của T1. Nhưng ít nhất là KDF có một cái cúp nhá. Cúp hạ vùng thành công rớt ở ván đấu này. Rớt cuối cùng đã nằm xuống sau rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức đến từ Kurt để anh ta cao lên cánh trên. Và đứng trên của T1 nằm xuống ở thời điểm phút thứ 23. Nhưng ở thời điểm phút thứ 24 này thì đồng đội của anh ta đang đẩy một mạch ở cánh dưới với một mega. Hai nhà lính dành cho bên phía của T1 và liệu có một tình huống kết thúc ván đấu luôn hay không đây? Đây là đợt đẩy mang lại một lợi thế rất là lớn với 2 mega cùng với cách về tiền là con số 16.000 tiền tại thời điểm này rồi. Kết thúc ván đấu có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà T1 có lẽ sẽ cần giật lại con rồng nguyên tố cùng với về nhà shopping với bút Baron của họ, hoặc là farm thêm một vài bãi bùa để chia bùa cho cả 5 thành viên. Một phát di chuyển ra với tầm nhìn đang là tương đối hạn chế đến phía KDF và họ sẵn sàng đối mặt với những tình huống bị bắt lẻ bất cứ lúc nào bởi bộ đội hình bên phía của T1 là một đội hình có rất nhiều công cụ mở. Với thế đẩy đến tại khu cánh dưới bản đồ thì KDF sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể dọn dẹp lính khu cánh dưới. Còn ở khu cánh trên thì đó là một pha bắt bớ vào Kurt, nhưng Kurt có đủ độ trâu để rút lui. Chỉ là một con Yone bên phía cánh phải cứ liên tục có những pha áp sát như vậy, nó cũng sẽ là một áp lực rất lớn cho bên phía KDF tại trụ 3 đường trên. Thậm chí rất lao và ép chiêu cuối của Dudu. Còn cánh còn lại thì vẫn còn khoảng chừng 40 giây đến từ Bút Baron để T1 có thể tận dụng. Loạt thanh trừng là tương đối đau đến từ Guma Yoshi. Nó lấy đi tương đối nhiều máu, đặt mạnh vào nhưng có khổng lồ hóa hỗ trợ. Và Taeyun vẫn đang cố gắng sống sót nhưng anh ta không sống nổi rồi. Xạ thủ 2024 không thể sống nổi với những tình huống áp sát như vậy của các con chống chịu hay đấu sĩ. Và sau đó thì Kurt cũng đã phải tốc biến để giữ mạng của mình. Nhà lính khu vực đường trên thì nó không có tốc biến và nó sẽ thuộc về phía T1 mà thôi. Nhà của KDF như một cái sân bay rồi, 3 đường lính siêu cấp cùng đẩy vào và T1 sẽ kết thúc ván đấu này ở thời điểm phút thứ 26 mà thôi. Sức ép là quá lớn. Q3 tốc biến đến từ vị trí của Zert, Hất Tùng, Hành Không, hai người tiếp tục là tình huống vào với xu kinh hoàng. Nguyên đội hình đến từ Bonner nhưng cuối cùng thì anh ta đã phải lên bảng điểm số. Guma Yoshi vẫn đang cố gắng gây sát thương nhưng Zert không quan tâm, Zert đánh nhà và T1 sẽ hủy diệt KDF ở ván đấu đầu tiên sau vỏn vẹn 26 phút đồng hồ thi đấu. Q3 hai người đến từ vị trí của Zert, thêm một mạng hạ gục nữa dành cho Guma Yoshi. Điểm hạ gục thứ 5 dành cho xạ thủ T1, Kurt hơi trầu và có vẻ như Guma Yoshi sẽ nằm xuống với tia laser của nhà chính. T1 kết thúc ván đấu ở phút thứ 26. Họ kết thúc ván đấu rất sớm trước phút 30 và cùng với đó là một cái chênh lệch nó vô cùng khủng khiếp đi. Thực sự thì bên phía KDF đã bị bóp nghẹt ở ngay khâu đi đường, đặc biệt là hai đường đơn của họ bị chịu một chênh lệch quá lớn ở trong ván đấu này. Và những chênh lệch đó xuất phát từ việc là các đường đơn của T1 đi đường tốt với sự hỗ trợ không hề ít đến từ Honor nữa. Đồng ý, và chấm tiêu gì chắc là Honor thôi. Và những lượt cấm và chọn vẫn đang khá là giống so với ván thi đấu thứ nhất. Vâng, nếu không có gì thay đổi thì đó sẽ là Erdir lại tại lượt cấm thứ 3 của T1 nhằm hạn chế những chống chịu khu đường trên mà Dudu có thể mang ra. Và việc ép cho Dudu phải đánh những vị tướng đấu sĩ khu đường trên nó mở ra rất nhiều những con bài carry trong tay của Zeus. Và anh ta vẫn đang tận dụng rất tốt những chiếc tướng carry của mình. Ván thi đấu trước đó thì anh ta cũng đã có một màn trình diễn Yone cực kỳ ấn tượng trong một pha cân 3 để giúp cho phía T1 gỡ lại được rất là nhiều những lợi thế sau khi Faker lên bảng. Và khởi đầu thì cũng vẫn tiếp tục là Lucian trong tay của Guma Yoshi. Trong khi đó thì lực cấm cuối cùng của KDF bắt buộc phải là Orianna của Faker. Và qua đó thì họ cũng có một power pick trong khu vực rừng, đó chính là Vi. Và họ sẽ lựa chọn Milio, tức đi nó khỏi tay Keria và hướng tới Vi cho Kurt. Khi mà bạn đánh những cái con tướng mở trong vai trò đi rừng như Sejuani đi hay thậm chí là cả Vi nữa thì bạn sẽ rất là ngại một vị tướng có khả năng cover tốt như kiểu là Milio. Ván đấu vừa rồi là một ván đấu mà Keria thể hiện đến khả năng chơi Milio của mình. Anh ta khiến cho anh ta khóa chặt tất cả những cái tình huống mở giao tranh đến từ bên phía của KDF. Đơn giản chỉ là một cú chiêu cuối của con bài này mà thôi. Cái sự lựa chọn quá là khó chịu và không có Milio thì quyết định đến từ YOC và Keria sẽ là Lucian và Nami ở khu vực đường dưới. Và để xem là khi mà Faker bị ban Orianna thì anh ta vác ra Corki, một con Corki hỏa khuẩn cũng đang là meta ở trong thời điểm meta 14.1 này. Vâng, đúng là như vậy. Bên cạnh những con bài mang từ hướng make play mạnh như là Nico, như là Azir thì Corki cũng là một trong số những lựa chọn rất là an toàn khu vực giữa thế Faker. Với một khả năng tăng tiến sức mạnh tốt đến từ đội hình hai xạ thủ của T1 thì cùng xem KDF sẽ có những áp lực như thế nào. Quyết định của Taeyun trong ván thi đấu này tiếp tục là một con Varus ở tại khu vực đường dưới để bắt cặp cùng với Milio của Andrew. Và sức đi đường đến từ Varus cùng với Milio cũng rất mạnh so với Lucian cùng với Nami phía bên kia nữa. thì ít nhất là dạng đầu trận họ sẽ có thể có nhiều tiền đề hơn dành cho Curse với những pha tấn công của mình. Mặc dù bị hủy diệt nhưng mà chúng ta vẫn phải thừa nhận được rằng là cái điểm sáng của KDF ở trong ván đấu thứ nhất chính là bộ đôi đường dưới của họ. Cái khả năng đi đường tốt đến từ Taeyun và Anil không quá thua thiệt so với Gumayusi và Keria cho đến khi mà T1 họ tập trung người xuống cánh dưới để đái trụ mà thôi. Thì đó cũng sẽ là một cái tiền đề tốt để Taeyun và Anil tiếp tục có được những cái sự tự tin với cặp đôi Varus và Milio để đối đầu với lại Lucian và Nami ở ván đấu này. Bước sang phase 2, Poppy và Rell đã bị loại bỏ đến từ bên phía của KDF. Họ không cho Honor sách giáo cũng không cho Honor cầm búa. Thì còn Bola băng, liệu có phải là một tình huống sách Bola lên và đi đến từ Honor hay không? Đó cũng có thể là một lựa chọn ổn dành cho Honor trong khu vực rừng để anh ta gia tăng thêm khả năng mở giao tranh cũng như chống chịu tuyến đầu dành cho đến bên phía của T1. Javan nó cũng là một con bài khắc chế Varus rất là tốt nữa. Javan là một trong số những con bài đi rừng mà luôn luôn được ưu tiên trong những lựa chọn khi đội hình đối phương đang có những xạ thủ kém cơ động như là Varus, như là Zing hay là Aphelios. Còn là lựa chọn cuối cùng đến từ phía của T1 cho lực cấm của họ là Jack bên cạnh con Nico trước đó đã bị loại bỏ của Bulldog. Rumble dành cho đường trên của KDF trong ván đấu này. Rumble dành cho Dudu để xem là Zeus có mang tới Aatrox để đối đầu với Rumble hay không. Kèo chọn sau, và nếu như mà là Aatrox thì đấy sẽ là một kèo hơi dưới một chút dành cho Zeus ở trong giai đoạn ban đầu. Tôi thì chọn trước dành cho Honor vậy. Javan là hợp lý, rất hợp lý khi mà như cá nhân tôi cũng như là Tùng đang đề cập đến một cái vấn đề rằng là những con tướng không có độ cơ động, kể cả là Rumble, Varus hay là Milio đều không có kỹ năng để thoát qua khỏi lòng của Javan. Aatrox và Javan sẽ là hai lựa chọn đến từ các thành viên bên phía của T1 hay chăng. Đây Zeus đang xoay tướng, đang xoay qua On, đội hình 2 xạ thủ và có On để đúc đồ chăng? Nếu như vậy thì đội hình này bên phía T1 sẽ đánh rất là an toàn đầu trận và hướng tới giai đoạn nửa sau ván đấu với khả năng đúc đồ đến từ On cùng với một đội hình 2 xạ thủ. Và Zeus đúng là sẽ đánh On trong ván đấu này để đối đầu cùng với Rumble đường trên của Dudu. Như vậy người đánh chống chịu trong ván đấu này không phải là Dudu mà là Zeus. Vẫn còn rất là nhiều con bài khu đường trên để đối đầu cùng với Rumble. Ví dụ như Kennen AD đường trên của Zeus chẳng hạn, nhưng quyết định của anh ta là đánh chống chịu làm nền cho Faker cùng với Gumayusi. Lếp lăng là lựa chọn cuối cùng dành cho đội bên phía của KDF. Với một lệp lăng cùng đường giữa thì tôi không biết là anh ta sẽ hướng tới lối chơi lệp lăng AP hay là AD nữa. Chúng ta thấy được những cái sự đối lập đến từ hai đội ở trong giai đoạn cấm ở chọn. Đến từ T1 là đội hình giao tranh ở giai đoạn sau với On đúc đồ cho 2 xạ thủ. Còn đến từ bên phía của KDF là đội hình đánh sớm với những combo như là Vi, lệp lăng, Rumble và thậm chí cả Varus và Bilo ở cánh dưới nữa. Thì cái sự gọi là đối nghịch đến từ đội hình của hai bên để xem là bên nào sẽ có được lợi thế. Nếu như KDF làm tốt với khả năng đi đường cũng như là khả năng giao tranh mạnh của họ ở trong giai đoạn early và mid game thì T1 đội hình late game của họ sẽ gặp khó. Nhưng nếu như T1 kiểm soát được tốt những con rồng nguyên tố ở trong giai đoạn ban đầu với khả năng landing tốt của Gumayusi và Keria thì đây sẽ là một lợi điểm với một đội hình Skelet siêu mạnh nha. Họ có 2 xạ thủ và On đúc đồ. Vâng, và đội hình của họ cũng có cái tầm cấu rỉa tương đối xa với Corki bằng những pha tên lửa định hướng, bằng loạt thanh trừng của Lucian nữa. Trong khi đó thì bên phía bên kia cũng có những công cụ để cản những tình huống cấu rỉa tầm xa bằng việc là mở giao tranh. Cái tầm hoạt động với những pha mở giao tranh tầm xa đến từ mưa tên lửa của Rumble có lẽ sẽ là một trong số những công cụ quan trọng nhất để KDF có thể hướng tới những pha tấn công của mình. Và thêm cả một cú chiêu cuối của Vi chỉ thẳng vào một trong 2 xạ thủ về phía T1 nữa. Thì ván đấu này cùng xem là liệu rằng với một đội hình được đánh giá là sức đi đường tốt hơn một chút so với ván đấu trước thì Curse có làm được nên chuyện với con Vi của mình hay không. 수간사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu thứ hai trong cặp trận BO3 giữa T1 và KDF khi tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về những nhà đương kim vô địch thế giới. Và một đội hình late game đến từ bên phía của T1 để xem là họ có vận hành một cách hiệu quả trước một đội hình có một khả năng giao tranh rất mạnh ở trong giai đoạn đầu và giữa của ván đấu tới từ bên phía của KDF ở bên phía bên kia hay không. Và đang theo dõi giải đấu LCK mùa xuân năm 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền thuộc về Box Sport, và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và ủng hộ cho các nền tảng của chúng tôi trên YouTube, Facebook và cả TikTok nữa. Vâng, Box Sport cũng rất hân hạnh khi tiếp tục là đối tác phát sóng LCK tiếng Việt ở tại mùa giải này, và tôi đang cảm giác mùa giải này là mùa giải rất là thú vị với những sự thay đổi. Bạn thấy là những trận đấu của T1 ở tại mùa giải này rất content, rất giải trí. Kết quả thì có thắng có thua nhưng mà tính giải trí của nó thì bao giờ cũng được đảm bảo. Chúng ta đang được theo dõi một kèo đấu khu đường giữa cũng rất là thú vị giữa Corki của Faker mang đòn phủ đầu, đối đầu cùng với đó sẽ là một lệp lăng lên theo kiểu AD, bước chân thần tốc cùng với phép bổ trợ mà Bulldog mang theo cũng rất là tự tin nha. Anh ta mang theo dịch chuyển cùng với thiêu đốt, rất máu lửa nha, tốc biến luôn đến từ Bulldog và cầm thiêu đốt để áp lực sớm với một con Corki cần farm đến từ Faker ở trong giai đoạn ban đầu. Faker cũng rất là chiến được. Thường thì kèo này với một cái khả năng landing tốt hơn của Lập Lăng ở trong giai đoạn đầu thì nhiều con Corki sẽ hướng tới cho mình cái bước chân để gia tăng khả năng trụ đường, nhưng với Faker thì nó sẽ là đòn phủ đầu, và T1 khởi đầu với 2 đòn phủ đầu đến từ 2 xạ thủ của họ nha. Lucian cũng sẽ là đòn phủ đầu đến từ YOC ở khu vực đường dưới nữa, nhưng vừa rồi là tình huống W không thành công đến từ Guma rồi. Khả năng chơi hit đến từ cặp đôi của KDF đang tạm thời là nhỉnh hơn. Rõ ràng Lucian và Nami vẫn cần có được ít nhất là cấp độ 2 để có được cho mình những khả năng trao đổi chiếu tốt hơn. Và ván đấu này thì Guma quyết định mang theo phép bổ trợ lá chắn và cấp độ 2. Họ hồi máu lao lên đánh tay với đòn nội tại của Guma, nhưng tầm đánh của Lucian nó tương đối hạn chế. Và đó thì Guma chưa chạm được đòn đánh tay có ước nguyện tên cá của Keria vào người hai thành viên bên phía của KDF, do là Endu cũng đã chấp nhận đầu tư phép bổ trợ hồi máu của mình để gia tăng tốc độ di chuyển. Và thậm chí là vừa rồi Guma Yoshi đầu tư luôn cái lá chắn của mình để giảm đi cái lượng sát thương đến từ cú mưa tên của Taeyun. Giữ máu để có thể tiếp tục trụ được, đó là những gì mà Guma Yoshi muốn với tình huống bật lá chắn sớm của mình. Cái phép bổ trợ được đầu tư rất là sớm đến từ cả đôi bên ở cánh dưới, nhưng pha vừa rồi là một tình huống xích hụt đến từ Bulldog. Và ngay lập tức anh ta phải W ngược trở lại với một pha trao đổi chiếu khá là tốt đến từ vị trí của Faker. Lính ở khu vực đường giữa đang ở một cái thế rất là lưng chừng, nhưng ở cánh trên thì anh có lửa thì tôi cũng có lửa. Tốc độ đẩy đường đến từ On trong tay của Zeus là tốt hơn một chút so với lại vị trí của Dudu. Cũng khá là bất ngờ khi mà Zeus lại chấp nhận giao tranh sớm đến như vậy tại khu vực đường trên. Anh ta có lợi điểm là anh ta có thể mua đồ ở ngay ở trên đường của mình, và anh ta đã có được một cái áo choàng để giảm đi cái lượng sát thương phép đến từ Rumble, một con bài rất nhiều sát thương phép ở khu vực đường trên, thậm chí sát thương phép đến từ Rumble nó còn đi theo phần trăm máu nữa. On là một chống chịu, nhưng thật bất ngờ khi mà người đẩy đường trước lại là Zeus. Ở vòng rừng thì cả hai người chơi rừng đều đang có dấu hiệu giật xuống khu vực cánh dưới bản đồ để cạnh tranh cua, nhưng ở khu vực đường giữa thì Bulldog với một con Leblanc bước chân thần tốc, anh ta đang có những áp lực rất tốt và khiến cho Faker ở trạng thái năng lượng cực kỳ thấp rồi. Với những trang bị kháng phép mới thì rõ ràng là cái kèo đấu này càng đánh thì Zeus cũng sẽ không quá e ngại cái lượng sát thương đầu ra đến từ Dudu, và đúng như Tùng nói là việc mua đồ ở ngay tại đường đến từ Zeus cũng sẽ là một lợi điểm đến từ con On này. Nhưng cánh dưới này thì vừa rồi tiếp tục là một tình huống có ước nguyện tiền cá đến từ Keria, và Gumayusi đứng rất là cao để chơi hit. Nhưng ngay lập tức cũng là một tình huống hồi phục với lửa trại. Chung là cặp đôi đến từ cả hai đội ở khu vực đường dưới ở trong ván đấu này đều có khả năng hồi phục. Sẽ chỉ dừng lại ở những cái tình huống mà trao đổi chiêu mà thôi. Cớt đang có một vòng rừng đánh xuống cánh dưới, và anh ta kiểm soát cua dưới với tình huống di chuyển qua hang rồng để cắm một con mắt vào bãi người đá. Còn nào phát hiện ra những tình huống di chuyển đến từ con Javan trong tay của Honor. Lúc này thì Honor lên đường trên và Dudu đứng có vẻ là hơi cao rồi. Máu còn lại của anh ta nhiều, anh ta vừa mất tốc biến, kỳ kích không thành công đến từ Honor. Họ vẫn làm chậm và tấn công liên tục. Cú húc có hất tung hitbox cực ảo đến từ cú hất tung của xung kích bỏng cháy, và Dudu sẽ phải nằm xuống chiến công đầu dành cho Honor. Rất bất ngờ với tình huống xung kích bóng cháy vừa rồi, và nó vẫn có một nhịp hất tung nha. Đúng là cái hitbox cực kỳ là ảo đến từ vị trí của Zeus giúp cho Honor có được pha ganh thành công. Mặc dù Dudu đã rất khéo với tình huống lách chiêu của mình, anh ta quay ngược lại một nhịp để tránh khỏi combo kỳ kích của Javan, nhưng như vậy là không đủ. Nhưng ở cánh dưới này thì liệu có câu trả lời đến từ Kurt hay không đây? Đại trụ vào Gumayusi và Keria lửa chạy được kích hoạt, cú đấm đến từ vị trí của Kurt nó thành công. Guma lướt về nhưng vẫn sẽ phải nằm xuống với mạng hạ gục dành cho Taeyun. Nhưng đây có thể sẽ là tình huống mà Keria thậm chí là cũng sẽ phải đi theo mất tốc biến đến từ Keria rồi. Kurt chuẩn bị hô lại cú đấm của mình, nhưng anh ta sẽ phải đấm rút lui khi Honor có mặt. Những pha băng trụ được triển khai ở tại khu vực đường dưới ở trong mùa 14 này nó đang cảm giác rất hợp dành cho các cặp đôi xạ thủ hỗ trợ. Dừng chỉ cần có mặt ở đợt lính lớn thôi là họ đã có thể băng trụ được rồi. Mặc dù là bên phía của T1 đã có lợi thế cánh trên, nhưng ngay lập tức cũng là một lời đáp trả đến từ các số khu cánh dưới bản đồ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống tấn công lên chiến công đầu. Honor đang rất thành công trong ngày thế hôm nay trong việc khai thác các chiến công đầu của các khu vực đường đơn đối phương. Và công thức chung là đẩy cao thôi, đối phương đẩy cao đi ra ganh thôi, xách cái giáo lên thôi. Bỏ cái xúc tu đi đúng không? Đây là tình huống mà Guma Yusi rõ ràng là không có cách nào để Guma thoát, trừ khi là anh ta tránh được cái cú đấm của Kurt, và kể cả là anh ta có đầu tư tốc biến thì tôi tin rằng nó cũng sẽ là một tình huống dí tốc biến theo đến từ người đi rừng của KDF mà thôi. Một đổi một ở trên toàn bản đồ, nhưng T1 có được chiến công đầu ở vị trí của Honor, và ngay lập tức có một pha tấp vào sâu đến từ Kurt, và khả năng cao sẽ là tình huống kiểm soát sâu thành công rồi. Faker có đụng 6, nhưng một con Corki dưới nửa thanh máu kết hợp với việc là không có gói hàng thì liệu đây có phải là một tình huống gây sức ép đủ hay không đây? Như vậy là không rồi, Faker chỉ ra check để nắm được thông tin đối phương đang ăn sâu. Với cấp độ 6 thì ít nhất là Corki cũng đã có cái tầm hoạt động tương đối tốt để farm lính an toàn từ xa trước những sức ép đến từ Leblanc cầm thiêu đốt của Bulldog. Và qua đó thì anh ta vẫn có thể tiếp tục cái nhịp farm của mình ở tại khu đường giữa, nhưng việc kiểm soát các mục tiêu lớn ở hai sông thì đó là bất lợi đối với Corki. Đây là một tình huống đã có được những con sâu không cánh trên dành cho Kurt, và anh ta có cấp độ 5 chạy thẳng xuống khu cánh dưới sẵn sàng cạnh tranh dòng nguyên tố với T1. Pha này thì T1 họ đang có 3 người, Faker tới là 4 và Bulldog chỉ gây sức ép thôi. Một tình huống di chuyển tới kịp đến từ Cớt rồi và có vẻ như là Siwan họ sẽ buộc bỏ chưa thể ăn rồng được, bởi vì rừng của đối phương đã phát hiện ra tình huống di chuyển 3 người của Siwan ở cánh dưới. Còn pha di chuyển ra đến từ Bulldog nó chỉ đơn giản là một động thái câu kéo để gây sức ép. Umayoshi vẫn tiếp tục cùng với lại Keria mua hai cái bản đồ thế giới và cái khả năng hack tiền nó vẫn sẽ tiếp tục được tăng cường dành cho bộ đôi của Siwan. Và đúng là như vậy, ván đấu trước thì cũng là một trang bị bản đồ thế giới được hướng tới đến từ Umayushi. Và cùng xem là ở ván thi đấu này thì khả năng đi đường đến từ bộ đôi đường dưới phía T1 có được cải thiện hay không, sau khi họ vừa bị băng trụ một nhịp mà Umayushi mất tương đối nhiều chỉ số pha. Anh ta đã hồi lại những phép bổ trợ như là lá chắn để có được áp lực đi đường tốt hơn, nhưng nhịp đẩy này của họ cũng chưa đủ để họ có thể dẫn trước quá nhiều về chỉ số farm so với đường dưới đối phương hay là tiến ra con rồng nguyên tố. Và ở khu cánh trên thì cả hai đường trên đều sẽ không có dịch chuyển trong pha đánh nhau cánh dưới nếu như có diễn ra. Cớt cấp độ 6, chắc là Honor đang ở cấp độ 5 mà thôi. Honor đang muốn có được một tình huống hit một chút kinh nghiệm ở cánh dưới để lên 6, nhưng mà liệu nó có đủ hay không đây? Cớt sẵn sàng tình huống chiếu cuối, thủy ngục không thành công và Umayushi gặp nguy hiểm, mất lá chắn, mất hồi máu, nhưng chiếu cuối Tatsumu đã băng thẳng vào Guma, khó thoát rồi. Anh ta sẽ không đầu tư tốc biến để có thể rút lui về vì hiểu được rằng có đầu tư thì vẫn nằm xuống mà thôi. Mạng thứ hai ở cánh dưới dành cho KDF và nó thuộc về Cớt. Đó là một tình huống Guma nằm xuống lần thứ hai trong ván đấu này rồi. Chắc chắn là nhịp farm của anh ta sẽ bị gián đoạn sau hai lần lên bảng. Và đó là một pha di chuyển xuống đến từ Cớt ở cấp độ 6. Sự khác biệt đến từ Vi ở cấp độ 6 so với Javan cấp độ 5 khiến cho bên phía của KDF là những người có được ưu thế nhỉnh hơn trong pha tấn công vừa rồi. Và mạ hạ gục đã thuộc về cho bên phía KDF trong pha tấn công thành công ở khu vực cánh dưới bản đồ. Rõ ràng là KDF đã có những cái sự giúp kinh nghiệm rất là rõ ràng ở ván đấu thứ hai này so với ván đấu đầu tiên, khi mà Cớt tập trung nhiều thứ hơn, nhiều tài nguyên hơn ở cánh dưới, còn Faker thì đang dính xích gặp nguy hiểm. Cú đấm thẳng vào đến từ Cớt, đấm khá đau. Javan combo ngược trở lại đến từ Honor nhưng đấm đầu, cũng đấm rất thô đến từ Cớt nha, và anh ta đẩy lùi hoàn toàn người đi rừng của đối phương. Đây sẽ là con cua nửa trên dành cho Cớt. Vẫn sẽ cần thêm ít nhất là một bãi quái rừng nữa để Honor hướng tới cấp độ 6 dành cho con Javan này. Và những áp lực đến từ Vi của Cớt đang tốt hơn rất nhiều so với ván đấu trước đó. Khi các đường của anh ta cũng đã có dấu hiệu đi đường tốt hơn thì bản thân Cớt cũng là một chất tướng đi rừng đủ khỏe để phát động những pha tấn công như vừa rồi. Còn khu vực giữa thì sợi xích thành công đến từ Bulldog lấy đi của Faker tương đối nhiều máu. Và Faker vẫn chưa có dịch chuyển trở lại để có thể về nhà. Trong khoảng thời gian này thì có lẽ T1 sẽ cần phải đánh an toàn lại trước những sức ép rất lớn đến từ KDF. Rõ ràng đây là điều mà KDF phải làm, bởi vì đội hình của họ như chúng ta đã đề cập là đội hình có được một cái sức ép lớn hơn ở trong giai đoạn early và mid game. Mà lướt lên và ngay lập tức ăn hỏa cước bị làm chậm và Vi trong tay của Cớt có mặt kịp thời. Honor pha này thì đúng là chỉ có đứng bất lực nhìn đồng đội của mình nằm xuống mà thôi, khi mà con Vi của Cớt đạt cấp độ 6 và Honor như đã đề cập chỉ cấp độ 5. Không có đại địa chấn và cũng không có bất cứ một pha bồi đam nào để có thể bảo kê dành cho xạ thủ của mình. Cánh dưới này đang gặp một chút những cái sự thua thiệt. Chúng ta vừa thấy cái bảng tiền thì Guma đang thua tầm gần 400 tiền. Đây có thể sẽ là pha tấn công xuống cánh dưới khi đại hồng thủy được kích hoạt. Taeyun bị cô lập bởi tình huống chiếu cuối sóng thần của Keria. Honor được kích tốc và combo vào hất tung thành công Taeyun, ăn luôn cho mình tình huống tỉnh ngục nữa. Hiệu ứng là quá khít đến từ bộ ba bên phía của T1. Nhưng trong khoảng thời gian đó Cớt đang ăn rồng. Đây là một con rồng nguyên tố nó cũng không còn nhiều máu nữa và quyết định đến từ phía T1 là buông bỏ con rồng nguyên tố này mà thôi. Mặc dù phát tấn công vừa rồi thì Honor cũng chưa cần đến cái đại địa chấn nhá. Đúng, do là Keria đã làm rất tốt về hiệu khống chế. Còn đứng trên thì đó là hỏa dương hiệu triệu đến từ Rớt. Cú hút lần hai đến từ hỏa dương trúng nhưng sát thương đến từ Rớt đã không đủ cho tình huống này. Lượng sát thương trả lại là lớn. Đó là một pha tốc biến lên, đu đu tốc biến đi. Và Rớt cũng đang truy đuổi theo những bộ kỹ năng của Rớt, liệu rằng có hồi chiêu kịp hay không. Xung kích bỏng cháy sẽ kịp hồi lại trong pha này và sau đó là một pha thổi bẽ để solo kill được trên đối phương. Tình huống xử lý mà tôi nghĩ rằng Dudu anh ta coi thường cái lượng sát thương đến từ thổi bẽ và đóng giòn nội tại của On. Và Rớt tặng cho đối phương một pha xử lý full combo của On kết hợp với hai lần nóng giòn giúp cho đứng trên của T1 có được cho mình tình huống solo kill thành công. Dudu thêm một lần nữa nằm xuống. Và mặc dù đánh với kèo chất tướng mà Rumble đối đầu với On, Rớt vẫn win lane. Dịch chuyển trở lại khu đường trên rất nhanh đến từ Rớt với một cái áo tròn hắc quang và đang là một pha cạnh tranh những con sâu hư không tiếp theo của ván đấu này đến từ cả hai bên. Và đấm vào đến từ Kurski, kích trượt đến từ Honor. Lép lăng của Bulldog tiếp cận nhưng mà On của Rớt lại là người tiếp cận trước so với Rumble của Dudu, và Dudu cũng không có chiêu cuối, Rớt cũng không. Và tiếp tục lao lên đến từ Bulldog, anh ta đánh tay liên tục vào người của Honor. Honor chỉ còn nửa cây máu mà thôi. Và con sâu hư không thứ tư đã có dành cho KDF ở trong ván đấu này. Họ tiếp tục cù cưa ở con sâu hư không cuối cùng và T1 quyết định buông bỏ rồi. Như vậy sẽ là một tình huống stack 5 sâu đến từ bên phía của KDF. Họ sẽ có một chút những cái ưu thế, 5 stack sâu thì vẫn rất mạnh. mạnh. Với khả năng đẩy cánh và đặc biệt là với một cái chất tướng đẩy lẻ rất mạnh, đó là lộc lăng trong tay của Bulldog ở giai đoạn sau. Nhưng đây là một tình huống mà đại hồng thủy được tung ra đến từ Keria, một pha tele xuống bot đến từ Faker. Tốc biến cố gắng đổi mạng đến từ Taeyun nhưng anh ta chưa đủ sát thương. Kumayuji vẫn sống, cuối cùng đã phải lên bảng đếm số nhưng mạng đầu tiên đã có, và đây sẽ là cú double kill dành cho Faker với tình huống 1 đổi 2. Bulldog sẽ cố gắng lấy stack trụ ở khu vực đứng giữa với 5 con sâu và anh ta sẽ có 2 giáp trụ trước khi Honor có mặt. Đó là một tình huống dịch chuyển bọc sau đến từ Faker với một con Corki đã có những lượng trang bị đầu tiên, và bộ đội đường dưới KDF với thế lính đẩy cao họ đã không còn đường rút lui nữa. Nhưng phải có một lời khen dành cho Taeyun với những nỗ lực gỡ mạng của mình. Anh ta đã thành công trong cú chiêu cuối tốc biến để lấy mạng Kumayuji và khiến cho xạ thủ của T1 đã nằm xuống tới lần thứ 3 trong pha đấu này. Trước đó là một tình huống tấn công mà Taeyun không có phép bổ trợ tốc biến. Đó là một pha mà bên phía T1 cũng đã tham minh được cái tốc biến rất là tốt và thực hiện pha tấn công với kỳ kích cùng với thủy ngục, nó đủ để lấy mạng xạ thủ đối phương. Còn ở khu đường trên thì đây là một pha solo 1v1 mà Dudu đúng là đã đánh giá sai cái sức sát thương đến từ con On của Just, cấp độ 9 đến bất ngờ, và sau đó là 2 lần hỏa dương hiệu triệu khiến cho Dudu, người đã có một nỗ lực để gây sát thương, nhưng cú thổi bẫy cùng với một tình huống đánh tay nóng giòn là quá nhiều sát thương đến từ Just. Rất kích 2 lần nóng giòn và máu của Dudu tụt không phanh luôn. Hồi lại xung kích bóng cháy và sau đó là một tình huống thổi bẫy để dứt điểm. Còn đây tình huống và flash rất nhanh đến từ Taeyun để có thể đổi mạng thành công với Kumayuji, nhưng nên nhớ rằng đội hình của T1 là đội hình có 2 xạ thủ và cái con xạ thủ còn lại Faker có 2 mạng sau pha dịch chuyển xuống cánh dưới. Nhưng đổi lại thì Bulldog cũng sẽ có được 3 stack trụ ở khu đứng giữa nhỉ. Đúng, đó là một lệp lăng lên giao điện static nên cái lượng sát thương lên công trình của Bulldog vẫn là rất đáng kể, kết hợp cùng với 5 sâu không để kiểm soát được từ Kurt nữa. Còn đây là một pha mà Honor đang xách cái đại địa chấn của mình xuống khu cánh dưới bản đồ, nhưng Kurt đã đứng ngay phía sau bộ đội đường dưới của mình để đảm bảo rằng nếu như có Javan, có Honor ở đây thì anh ta cũng sẽ sẵn sàng có những pha phản canh. Guma face check nhưng dính sợi xích mất máu quá nhiều. Guma được hồi máu lại và anh ta dính tả xuống ú đột, có lẽ phải nằm xuống. Cánh còn lại thì đó là một pha lao vào với đại địa chấn, sát thương đến Honor là tương đối hạn chế trong pha này. Búp máu rất tốt đến từ Milo của Andrew và Javan có Honor lên bảng. Lếp lăng của Bulldog xuất hiện, Keria đang là người bị kẹt lại ở trong tình huống băng trụ này. Và Keria cũng sẽ không thể thoát thân được bởi vì đối phương là 4 người và một con Nami không tốc biến, không hồi máu, làm thế nào đổi mạng đây? Thủy cũng thành công đến từ Keria vào, anh ta bằng một cách nào đó vẫn có thể đổi mạng của đối phương. Andrew lại là người tanh trụ trong pha băng trụ vừa rồi và anh ta đã không tốc biến để thoát khỏi cú thủy ngục cuối cùng của Keria. Qua đó thì hỗ trợ của T1 vẫn có được một mã hạ gục gỡ gạc. Tuy nhiên những lợi thế đường dưới của KDF đã rất rõ ràng rồi. Varus của Taeyun đang là người có được lợi thế nhỉnh hơn. Guma mặc dù đã phản xạ nhanh với cú lướt của mình nhưng anh ta lướt trên một đường thẳng và nó vẫn là một tình huống dính chiêu cuối từ Varus. Và khi vi của Kurt xuất hiện với tả súng ổ đột thì không có cách nào để Guma sống sót cả. Tiếp tục có đánh nhau tại khu đường dưới nhưng Kumayuji không dám dấn lên quá cao, mặc dù là Varus của Taeyun đang ở trạng thái máu yếu. Còn đây là pha tấn công vẫn mang lại tổng cộng là 3 mã hạ gục dành cho các thành viên bên phía của KDF. Họ chỉ phải trả mạng của Andrew mà thôi. Tình huống cố gắng hạ gục đối phương và cũng phải có lời khen dành cho Keria với tình huống xử lý rất là mắc bình của mình để có được cho mình mạng gỡ gạc. Cánh dưới đang là một lợi thế tương đối dành cho KDF rồi nha. Một con Varus đang farm tốt và có được trụ bột toàn bản đồ ở cánh dưới nữa. Cú đó cũng sẽ là một cái tiền đề rất là quan trọng để bên phía KDF giữ trận, bởi vì anh ta là cánh đẩy lẻ rất là quan trọng của Quantum Fix và anh ta còn có được cho mình 5 sâu nữa. Khả năng đẩy cánh với con lập lăng đã có giao điện kết hợp với lại 5 con sâu là tương đối khó chịu. T1 đang tổ chức một tình huống 3 người xuống cánh dưới để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố thứ 2 của ván đấu này. Rồng 1 thì họ đã bị rơi vào tay của Kurt rồi và họ không muốn mất con rồng 2. Tuy nhiên thì băng trụ lép lăng là điều không thể và họ quyết định đẩy ra khu đường giữa tấn công với cú thỉnh ngục thành công, thêm cả chiêu cuối bồi vào đến từ Keria, nhưng Kumayuji không còn sát thương để có thể bồi vào sau loạt hiệu khống chế vừa rồi của Keria. Và qua đó thì họ tiêu tốn một cú chiêu cuối của Keria nhưng không thu lại được hiệu quả quá nhiều về ngưỡng máu. Rồng nguyên tố thứ 2 của ván đấu này nó sẽ là mục tiêu bên phía của KDF kiểm soát được. Còn T1 thì có lẽ sẽ phải cân nhắc buông bỏ vì họ vừa thiếu tài nguyên, vừa đang ở một trạng thái mà xạ thủ của đối phương đang rất xanh với một Varus đã có được 1 trang bị rưỡi. Có vẻ như là tình huống vừa rồi Kumayuji hình như anh ta chưa hồi kịp cái lướt thì phải, hoặc là anh ta không dám lướt xuống bởi vì có thể là vị trí đứng của Kurt chưa bị kiểm soát đến từ bên phía của T1 và Kumayuji không dám mạo hiểm nữa. Anh ta đã nằm xuống tới tận 4 lần ở ván đấu này rồi. Mặc dù vậy thì với phong thần kiếm cũng như là vừa nâng cấp được cái huyết trảo ở trang bị hỗ trợ thì xạ thủ của T1 vẫn đang giữ được một cái lượng sát thương tương đối là tốt. Chúng ta vừa được nhìn một cái màn hình nhỏ với tình huống tay đôi của Kumayuji với Lucian so với Varus trong tay của Taeyun, thì vẫn là một cái áp lực tương đối đến từ chất tướng Lucian trong tay của xạ thủ T1. Tuy nhiên thì bên phía T1 có một xạ thủ thứ 2 đang rất khỏe, đó là Corki của Faker. Thậm chí lúc này ở đường cánh anh ta lại đang là người có được sức ép đẩy đường tốt hơn so với Bulldog. Bulldog cũng đang chịu áp lực tới từ người chơi rừng đối phương trong khoảng thời gian này và Curse cũng đã có mặt để phần nào đó giúp cho Bulldog có những áp lực farm lính dưới trụ một cách an bình hơn. Còn Faker thì anh ta phải tốc biến theo chỗ cuối đến từ Cớt hay không. Tốc biến theo Tảo Sung Hữu đột vào, Faker sẽ bị shutdown. Mã cùng shutdown thuộc về cho bộ lót đường giữa đại địa chấn thành công, nhưng đó là pha tốc biến bỏ chạy đến từ vị trí của Thế Nhung. Tốc biến theo Guma gỡ mạng cho T1 ở tại khu đường giữa. Một tình huống đẩy luôn sóng thần đến từ Keria, nhưng với tầm sóng thần chưa đủ để có thể hất tung Andiu, giúp cho Ubayushi gây thêm sát thương. Một đổi một lại trên toàn bản đồ luôn. Hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Pháp vừa rồi thì Faker đẩy cao không có trụ dựa lưng và Cớt đầu tư tốc biến cũng như Tả Sung Hữu đột để hạ gục thành công được đứng giữa của T1. Một con Corki bị hạ gục như Guma đang tính tấn công và Guma không còn tốc biến nữa. Rumble trong tay của Dudu, solo kill thành công. Những xạ thủ mùa 14 thực sự là rất khổ ở đoạn giữa chân khi họ đẩy ra khu đường giữa, là một khu vực đường mà họ có quyền kiểm soát hai sông rất là tốt nhờ những trang bị cắp mắt, nhưng cũng không thể an toàn được. Vừa rồi là Varus của Taeyun, hai phép bổ trợ chiêu cuối sẵn sàng nhưng vẫn phải lên bảng. Còn Gumayushi thì cũng không thoát khỏi những tình huống tấn công đến từ những vị trí khác ở trên bản đồ, và vừa rồi là Dudu với cái mưa tên lửa cùng với tốc biến của mình, anh ta lấy mạng của Gumayushi. Đây, Faker bị bắt lại. Quá khó. Thực ra thì đây cũng là một con xạ thủ nhưng mà cũng không chịu, chính xác là cũng chịu cái tình cảnh tương tự như là Taeyun và Guma mà thôi. Và sấy thanh trừng, Taeyun tanh khá nhiều những cái loạn đạn thanh trừng của Ubayushi. Anh ta quay trở lại trả đam cũng rất dữ dội, nhưng Keria không dính chiêu cuối. Quan trọng là cái chiêu cuối của Taeyun nó không trúng, và Guma tới với việc là follow up theo với cú tốc biến để hạ gục thành công được xạ thủ của đối phương. Keria lách khá là ghê trong pha vừa rồi nha, anh ta lách cả chiêu cuối lẫn cả cái mưa tên của đối phương. Và đây là tình huống mà Cớt vừa mất quy sau, anh ta cũng không còn tốc biến, dịch chuyển được dùng tới từ Corki của Faker. Cớt vẫn đấm quy về được, nhưng Honor đang đi bộ sát người để thực hiện những pha kỳ kích liên tục. Cớt đang là người bị nhắm tới, nhưng anh ta hồi máu lại từ giá thiên ly là đủ tốt để rút lui cho tình huống này. Nhưng đẩy lui Cớt đồng nghĩa với việc là T1 sẽ có được ưu thế ở khu vực hàng sứ giả. Nhưng liệu họ có cụ thể bằng con sứ giả khen nứt của ván đấu này hay không thì lại là một câu chuyện khác. Keria có khả năng hồi phục. Faker đang có được cho mình những cái loạt big bomb liên tục của Ubayushi, hành trừng rất đau, và Andiu mất tốc biến đến từ Milio của đối phương, và T1 vẫn đang giữ đam sứ giả. Nhưng Cớt đã quay trở lại với lượng máu đầy đủ, và có vẻ như là T1 họ sẽ cần phải ngắt một chút sứ giả trong tình huống này, hay chăng hay không cần. Dudu đang ở cánh dưới và không hề có bất cứ một động thái nào dùng dịch chuyển đến từ bên phía của Dudu cả. Sẽ có trụ bột ở khu vực đường giữa dành cho bên phía của KDF để đổi lấy con sứ giả cho T1. Cùng với đó là khoảng chừng nửa cây máu trụ hai đường dưới của T1 đã mất trong một pha mà Cớt áp lực ở khu cánh trên và khiến cho T1 phải có cả 5 người ở đó để đảm bảo rằng họ sẽ có được con sứ giả ở ván đấu này. Và tất nhiên là việc gỡ được trụ cánh dưới cũng sẽ giúp cho bên phía KDF tiếp tục gia tăng thêm cái lượng tiền cách biệt là con số gần 2.000 tiền sau khi họ có được trụ 2 ở khu vực chính là trụ 1 đường giữa của đối phương. Cớt tiếp tục ở lại khu vực bồ đỏ của phía T1 để tạo áp lực dành cho Gumayushi. Không còn trụ dựa lưng và Guma bắt buộc phải farm ở một thế lính rất gần trụ 2 nhà mình mà thôi. Nếu đẩy lên quá cao ở khu vực đường giữa, anh ta sẽ là nạn nhân cho những pha tả súng mỗi đột. Đây là một cái thời điểm mà đội hình của bên phía KDF đang rất là mạnh nha. Còn đội hình bên phía của T1 thì họ đang chờ đợi những cái ngưỡng sức mạnh. Faker chưa có đồ cái hỏa khuẩn, anh ta cũng sẽ cần phải chờ đợi rớt lên cấp để có thể update được cái lượng trang bị nữa, nâng cấp trang bị nữa dành cho cái trang bị on. Thì đây là một cái ngưỡng sức mạnh mà T1 thực sự chưa sẵn sàng với những tình huống giao tranh trực diện với lại bên phía của Quang Đông Freaks. Nhưng ngược lại bên phía bên kia, với việc là KDF họ đã có được cho mình hai con rồng nguyên tố thì họ sẽ có được sức ép ở con rồng nguyên tố thứ 3, và quan trọng là con lập lăng này của Bulldog này để lẽ rất khó chịu. Và với 5 sâu thì cái tốc độ lấy công trình của anh ta với một con lập lăng đánh tay là tương đối rát, và Faker di chuyển lên thì gần mất trụ 1 rồi. Những đòn đánh tay rất chất lượng với 5 sâu hư không của Bulldog giúp cho anh ta có được áp lực đẩy lẻ đang là rất tốt với 2 món trang bị lớn tại thời điểm này. Chỉ số farm cũng đang rất ấn tượng đến từ đường giữa của KDF. Rõ ràng đây là một ván đấu mà họ thể hiện cái khả năng đi đường của mình tốt hơn rất nhiều so với ván đấu trước đó. Đồng ý. Và Curse cũng có được nhiều tiền đề hơn cho những pha tấn công của mình bằng một vị tướng đi rừng đang rất mạnh ở tại thời điểm này là Vi. 302 KDA là những gì mà Curse đang có. Khu vực đường giữa đó là pha lướt lên sấy thanh trừng cực kỳ đau. Đại địa chấn đến từ Honor không được dùng trong pha này vì đối phương đã rút lui về tầm trụ an toàn. Nhưng đó là một tình huống câu đi cái hồi máu của Andiu. Chiều cuối của Andiu vẫn còn nha, và sự xích tội lỗi của Taeyun nữa. T1 vẫn triển khai một pha di chuyển 4 người ra khu vực đường giữa. Faker có gói hàng trong pha này và có đây hỏa khuẩn rồi. Đúng, chính xác. 20 phút hỏa khuẩn, kiếm răng cưa và thần kiếm Murabana. Đây là ngưỡng sức mạnh đến từ Corki. Và để xem là T1 họ có thể triển khai được con dầu nguyên tố này hay không đây. Rất cần đến khả năng cấu rỉ của Faker nhằm có được những lợi thế trước thềm giao tranh dành cho phía T1. KDF thì cũng có những công cụ để mở giao tranh tới từ Rumble của Dudu, tới từ Curse với Tả Sung Hỗ Đột nữa. Và họ đang dịch chuyển đội hình của mình cả 5 người ra khu vực này. Faker cầm gói hàng của mình tới với một lượng big bomb là con số 3. Có 3 cái big bomb, anh ta lướt thẳng vào tấn công vị trí của Taeyun và Thiên Bốc cũng hơi cực kỳ nhanh, không anh ta cuối cùng cũng đã phải nằm xuống với một chấm máu. Và phía bên kia thì sao? Thì tiếp tục tấn công vào tuyến sau đối phương. Dudu yếu máu, Dudu vẫn sấy lại được một ma gục của Nami trong tay Keria, nhưng anh ta đang phải tìm cách để rút lui triple kill dành cho Kuma Yoshi. Anh ta không còn tốc biến nhưng anh ta vẫn đang có định tiếp tục truy đuổi. Faker ở ngay phía sau, Kuma lướt lên đánh tay được một đòn với đại bác nhưng sát thương là không đủ. Dòng nguyên tố sẽ thuộc về phía T1 sau tình huống đổi mạng được coi là lời như thế này. Hai đổi lấy 3 và rõ ràng là ưu thế dành cho bên phía của T1. Quan trọng là triple kill dành cho Kuma Yoshi nha. Một giai đoạn landing mà Guma gặp rất là nhiều khó khăn, anh ta nằm xuống tới tận 5 lần ở trong khoảng tầm 20 phút ban đầu. Nhưng với 3 cái mạng vừa rồi, tôi tin rằng xạ thủ của T1 sẽ comeback rất mạnh ở ván đấu này. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống bắc thẳng vào đến từ Faker. Vô hình chung cái pha sử dụng chiêu nó lại bóp cái sợi xích tội lỗi của Taeyun và cái sợi xích nó không trúng vào người của Faker khiến cho lượng sát thương bị thiếu. Guma Yoshi thì xả đạn từ đầu đến cuối và anh ta có được triple kill, suýt chút nữa đã làm cú quadra kill. Nhưng Dudu có tốc độ di chuyển được gia tăng với cái giáp phế liệu và anh ta lùi về thành công trước lượng sát thương đến từ Guma. Nhưng mà rất tội dành cho Taeyun, trong va vừa rồi anh ta bị cái gói hàng của Faker tiếp cận và anh ta cố gắng trả sát thương nhưng mà anh ta không đọ lại một mình, anh ta không thể đọ lại lượng sát thương đến từ cả hai xạ thủ phía T1. Và trong món trang bị đầu tiên được đúc cho đồng đội thì rớt lại đúc dành cho Guma. Đó cũng là một lượng chỉ số được gia tăng giúp cho anh ta có sự tự tin cao hơn cho pha dấn lên của mình. Và với cú triple kill vừa rồi thì anh ta cũng đã có được đầu thứ 3 rồi sau 22 phút hơn. Và anh ta đã có được đầu lớn thứ 3 là một cái kiếm điện phong bên cạnh một cái huyết trảo trước đó được nâng cấp từ cái bản đồ thế giới. Đây vẫn là một con Lucian áp lực nhá. Và với cái phòng thần kiếm vừa được nâng cấp bởi trang bị on trong tay Zeus thì cũng sẽ là một cái ngưỡng sức mạnh được tăng cường dành cho T1. Bắt đầu đến cái thời điểm mà Zeus có được cho mình cấp độ 14, 15 là anh ta sẽ up được 2 cho đến 3 món trang bị dành cho các thành viên bên phía của T1. Và khi ấy thì cái ngưỡng sức mạnh đến từ đội hình hai xạ thủ này KDF sẽ gặp vấn đề. Nhưng điểm mạnh của KDF nãy giờ thì vẫn là khả năng đẩy cánh nhá. Udog vẫn đang đẩy rất tốt ở cánh trên, anh ta đã hoàn thành xong cái trụ 1 ở khu vực đứng trên và đang hướng tới trụ 2. Đây là một con bài có khả năng đẩy lẻ rất mạnh và có lẽ KDF sẽ cần đến khả năng đẩy lẻ của Bulldog để tạo áp lực đường cánh liên tục. Nhưng rõ ràng là T1 cũng sẽ có những cơ sở để giao tranh ở tại các mục tiêu lớn với đội hình hiện tại đang có hai xạ thủ khỏe. Và KDF sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện là làm sao để hạn chế Faker cho những tình huống anh ta lướt vào bằng cái thảm lửa Valkyrie được nâng cấp như vậy. Cùng xem là ở tại mục tiêu lớn tiếp theo, hiện tại thì rồng còn tới 3 phút cơ. Mục tiêu lớn tiếp theo thì nó sẽ là những cái công trình của bên phía KDF ở tại khu vực đường giữa, nơi mà T1 đang muốn dùng con sứ giả của mình để áp lực. Rồi sứ giả được trở vào đến từ Honor và đây sẽ là cú hút của sứ giả, không có bất cứ một tình huống content nào nữa đến từ T1. Cái ván đấu này căng hơn rất nhiều so với ván đấu thứ nhất. Một pha chung diệt tận lướt lên với hai đòn đánh tay, lửa chạy được kích hoạt nhưng máu mất đi của Taeyun cũng là tương đối. Tình huống chở sứ giả và ăn hút thành công được 2 lần. Faker cố gắng cấu rỉa nhưng Bulldog đánh tay rất đau. Faker cũng bắn rất đau với những tên lửa định hướng của mình và cớt băng vào. Anh ta bị cô lập và lên bảng điểm số. Faker phải đổi mạng với đối phương. Đại địa chấn hai người, Taeyun đứng kẹt trong đại địa chấn và anh ta cũng đi theo với cú double kill dành cho Guma Yoshi. Triple kill dành cho Guma. Và liệu đây có phải là một pha rush baron đến từ T1 hay không? Đây sau khi cớt đã nằm. Mạng shutdown của Kurt thuộc về cho Guma Yoshi và anh ta đang tiếp tục gia tăng thêm cây đấy rất khủng khiếp của mình. Thậm chí anh ta lướt lên tìm kiếm người chơi đứng giữa đối phương để thực hiện pha tay đôi. Và Bulldog biết rằng mình không phải là đối thủ của Lucian trong tay Guma Yoshi tại thời điểm này với 3 món trang bị quá mạnh. Nhưng anh ta sẽ cố gắng phá để hy vọng là lượng sát thương của mình có thể cãi được Baron trong một tiếng ngặt nghèo. Ở đường dưới thì đó là một cú dịch chuyển đến từ Dudu. Anh ta phó mặc hoàn toàn pha Baron này lại dành cho vị trí của Bulldog. Bulldog lên xuống dịch thủy ngục, mất máu quá nhiều, Guma lướt lên nhưng đánh nhầm vào thông nổ chứ không phải là vào Bulldog trong tình huống này. Không có mạng dành cho Guma Yoshi nhưng vừa rồi làm tình huống thủy ngục hack não rất ghê đến từ Keria. Và suýt chút nữa thì Bulldog nằm. Dịch chuyển đến từ ai đây? Dịch chuyển đến từ Faker để giữ trụ 2 ở khu vực đứng dưới. Chúng ta cùng xem lại tình huống giao tranh khi mà Bulldog cùng với Kurt di chuyển vào rất sâu trong phần đội hình bên phía của T1. Và cái khả năng trả sát thương ngược trở lại đến từ toàn bộ đội hình của T1, đặc biệt là Guma Yoshi là rất dữ dội nha. Đóng lồng hai người đến từ Honor. Taeyun đứng kẹt trong lồng khi anh ta không còn tốc biến nữa. Và Guma bắn từ đầu đến cuối trong pha giao tranh. Triple kill dành cho xạ thủ của T1 và Baron thành công dành cho T1 sau pha giao tranh thắng lợi của họ. Vâng, và đội hình hai xạ thủ của T1 đã thể hiện sự khó chịu của nó khi vừa rồi bên phía KDF chỉ có thể chọn được một, đó là Faker mà thôi. Nhưng chọn Faker xong thì lại còn Guma Yoshi là một bài toán họ không thể giải nổi. Và Faker nằm xuống với sát thương cuối cùng, tôi nhìn không nhầm thì đó là bùa đỏ của Bulldog đốt. Anh ta còn lại một chấm máu và nằm xuống nhưng đồng đội của anh ta thì lại có một lợi thế quá lớn với cú triple kill giúp Guma Yoshi đang tiến rất gần đến món trang bị thứ 4 của mình. Cùng với đó là một con Baron giúp họ tiếp cận công trình đối phương dễ dàng hơn. Pha dấn lên đến từ T1 ở tại khu vực đứng giữa với tất cả những lượng tài nguyên hiện tại họ có là những cú chiêu cuối đang sẵn sàng. Guma bắn rất sát nhờ một tình huống kích ứng nghiệm tiên cá đến từ Keria và Guma lướt lên hai đòn. Lửa trại cũng không giúp cho Taeyun có thể chống chịu được trước lượng sát thương ở thời hiện tại với một con Lucian đã là gần full đồ tới từ Guma Yoshi rồi. Đoạn đao Navori sẽ là trang bị cuối cùng dành cho xạ thủ của T1. 1 mega dành cho T1 sau bùa lợi Baron ở khu vực đường giữa, và họ rút lui về với toàn bộ đội hình. Nhưng từ từ đã, đang có người bị cản lại, nhưng cớt trả sát thương quá đau và T1 lại có thêm một mạng rồi. Hỏa Dung hiệu triệu hất tung hai người, tiếp tục là sóng thần, hai người bị hất tung lên và đó là hai mạng chia đều, chính xác hơn là 4 mạng chia đều dành cho hai carry chủ lực bên phía của T1. Cú quẹt 4 người, Bulldog bất lực, anh ta mới chỉ đẩy tới trụ thứ 3 thôi, nhưng nhà chính của KDF gần như là không còn nữa. Hai trụ bảo vệ nhà chính dành cho bên phía của T1 và họ sẽ kết liễu KDF trong ngày hôm nay với tỷ số 2-0. Mặc dù là bộ đội đường dưới của KDF đi đường rất hay, nhưng cái vấn đề tồn đọng ở mùa 14 dành cho các xạ thủ kém cơ động như Varus nó vẫn hiện hữu. Và đây là lý do vì sao mà con Javan trong tay của Honor lại có được một ván đấu tốt đến như vậy, do xạ thủ đối phương cũng chẳng có bất kỳ một kỹ năng nào để thoát khỏi cái đại địa chấn cả. Đồng ý. Và khi mà bên phía KDF đang cố gắng giữ chân T1 lại giúp cho Bulldog đẩy lẻ ở khu vực đường trên, thì họ bị hồi mã thương bởi pha quay ngược trở lại mở giao tranh đến từ đội phía T1 với những kỹ năng mở giao tranh bằng đại địa chấn, bằng hỏa dương hiệu triệu, thì KDF phần còn lại 4 người của họ chịu không nổi. Những cái tình huống mà chọn mục tiêu đến từ bên phía của T1 nó cũng tốt hơn nữa. Và quan trọng là KDF rất là khó để họ có thể lựa chọn mục tiêu ở trong ván đấu này. Nếu như họ bắt vào Faker thì Faker có thảm lửa, Faker có tốc biến, Gubayushi thì có chuyên cùng diệt tận, và chưa kể là khả năng hỗ trợ đến từ cả Keria và Honor nữa. Và đặc biệt là rớt với những tình huống đưa thân mình ra hoặc là sử dụng cho mình những cái cú xung kích bóng cháy hay là hỏa dương hiệu triệu một cách rất hiệu quả. Và đội hình late game tốt hơn đến từ bên phía của T1 được vận hành một cách hiệu quả hơn ở trong ván đấu thứ hai này. Mặc dù chúng ta vẫn phải có lời khen dành cho KDF. KDF đi được rất tốt trước T1 ở 15 phút ban đầu.